Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Ma Y Độc Phi Của tác giả Phong ảnh mê mộng Phần 10 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Trúc Đạp Vũ sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, Vũ Nhi, Thật sự xin lỗi, có nhiều việc ta không thể bỏ được, lúc trước ta nỗ lực nhiều như vậy, bây giờ ta không thể nhìn nam cương bại trong tay ta. Ừ, ta biết, ngươi an tâm trở về đi, không cần lo lắng cho ta, nếu nhớ chúng ta thì cứ đến thăm, chúng ta cũng sẽ đợi ngươi. Vũ Nhi, ngươi cầm lấy cái này đi, nếu có gì nguy hiểm thì bóc nát nó, sẽ có người đến giúp ngươi, nếu gặp phải phiền chuyện phiền toái thì châm lửa đốt nó, ta chắc chắn sẽ phái người đến trợ giúp. Trúc Đạp Vũ nhét một miếng một bài nho nhỏ vào trong tay Bạch Vũ Mộng, cẩn thận dặn dò. Được, ta đã biết, ta sẽ giữ cẩn thận. Bạch Vũ Mộng cất đi. Lúc này Bạch Vũ Mộng như nhớ tới cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua mặt hàng trần mở miệng, hàng, ngươi có quyết định gì không? Có lẽ hắn cũng sẽ đi theo. Ta, mặt hàng trần há miệng thở dốc, muốn nói sẽ về Nam Cương với Trúc Đạp Vũ, Trúc Đạp Vũ liền mở miệng, Vũ Nhi ngươi hỏi hắn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ ở lại bảo vệ ngươi. Mặt hàng trần rối rắm nhăn mày lại, hắn thật sự rất muốn cùng Vũ Nhi trở lại Nam Cương, sau đó bọn họ có thể thành thân, nhưng hắn phát hiện hắn không thể, hắn phải bảo vệ Bạch Vũ Mộng thật tốt. Ta không sao, mỗi người đều có chí hướng của bản thân, hàng, ta không muốn dùng cái gì để trói buộc ngươi hết, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, ta hy vọng ngươi có thể làm theo lòng mình. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng. Vũ Nhi, chuyện này không thể thương lượng ngươi để cho hắn ở lại đi chỉ có như vậy ta mới thật sự yên tâm trúc đạp vũ vội vàng lên tiếng sợ mạc hàng trần đổi ý a à, hai người các ngươi tâm sự đi đợi đến khi có kết quả thì đến nói với ta ta nghe theo tất cả quyết định của các ngươi bạch vũ mộng thở dài dẫn mọi người đi ra ngoài trong phòng im ắng chỉ còn lại có hai người trúc đạp vũ miếng chặt môi không mở miệng nói chuyện mạc hàng trần cũng không nói gì cả hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau như vậy. Rốt cục Trúc Đạp Vũ cũng mở miệng, hàng, chàng có thể ở lại bảo vệ Vũ Nhi hay không? Không thể. Giọng điệu mạc hàng trần rất cường ngạnh, Vũ Nhi, vì sao nàng lại đẩy ta ra nhanh như vậy, ta thật sự không muốn tách khỏi nàng một chút nào. Nhưng hiện tại Vũ Nhi đang mang thai, đây là lúc cần người, ta rời đi lúc này cũng thấy rất ấy nấy, chàng biết y thuật, vào lúc quan trọng thì có thể giúp chăm sóc Vũ Nhi nhưng nàng cũng biết y thuật không phải sao, vì sao cứ nhất định phải bắt ta ở lại. Mạc Hàng Trần nhất quyết không tha, mắt đầy sự ảm đạm và nôn nóng. Hàng, Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ gọi một tiếng, đứng dậy ôm lấy Mạc Hàng Trần, ta cũng không muốn rời khỏi chàng, nhưng ta lại lo lắng cho Vũ Nhi hơn, hiện tại đứa nhỏ này là niềm hy vọng sống sót duy nhất của nàng, ta không cho phép có một chút sai lầm nào xảy ra, chúng ta còn có thể gặp lại, không phải sao? nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi nàng là ta lại thấy rất khó chịu. Giọng điệu mạc hàng trần mềm nhũng, hắn biết lúc này không phải là lúc để hắn cố tình gây sự, Vũ Nhi thật sự cần hắn. Hàng, ta chỉ trở về xử lý một chút chuyện, chờ khi Nam Cương ổn định lại ta sẽ tới tìm các ngươi được không? Trúc Đạp Vũ cũng lui một bước, chỉ là nghĩ muốn quay về xem thử mà thôi. Mặt hàng trần hơi nhếch môi, không nói chuyện nữa, đột nhiên không người, hung hăng hôn Trúc Đạp Vũ, giống như muốn phát tiết toàn bộ bực tức ra vậy vừa hôn xong mặt hàng trần ôm chặt lấy trúc đạp vũ nhẹ nhàng mở miệng vũ nhi đồng ý với ta không được đi quá lâu được không từ ta nhất định sẽ mau chóng trở lại trúc đạp vũ cũng ôm chặt hắn kể từ khi biết người trong lòng mặt hàng trần là nàng tâm trạng của nàng luôn rất tốt cho tới bây giờ muốn tách ra nàng mới biết được cảm giác không nở đó mãnh liệt cỡ nào đúng rồi chàng cầm cái này đi Trúc Đạp Vũ lấy một sâu chuỗi xinh xắn từ trong ống tay áo ra, đeo lên cổ mặt hàng trần, sau đó cũng đeo một cái giống vậy lên cổ mình. Hai sợi dây này được làm bằng cổ thuật, có thể cảm ứng được dấu hiệu sự sống của đối phương, như vậy chúng ta có thể biết được đối phương có gặp nguy hiểm hay không, hơn nữa, nó còn có thể trò chuyện. Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được. Trúc Đạp Vũ cười mở miệng. Tâm trạng trầm trọng của mặt Hàng Trần cuối cùng cũng thoải mái được một chút, thì ra giữa bọn họ còn có thể liên lạc như vậy, thật tốt. Hắn chỉ cần nghĩ về nàng thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng của nàng. Được rồi, chúng ta thật sự phải ra ngoài rồi, nếu không đám người Vũ Nhi sẽ chờ sốt ruột, chàng nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta chăm sóc Vũ Nhi thật tốt. Trúc đạp vũ vỗ vỗ vai mặt hàng trần, mặt đầy nghiêm túc. Ừ, ta biết rồi, phải nhớ đến ta. Mặt hàng trần hôn vào trán của nàng, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài quyết định xong chưa nhìn thấy hai người nắm tay đi ra bạch vũ mộng nhíu mày dường như đã sớm dự tính được kết quả nên chỉ tùy ý hỏi một câu từ vũ nhi hiện tại ta lập tức khởi hành chúng ta lần sau gặp trúc đạp vũ dừng một chút mới gian nan mở miệng đi đường cẩn thận vũ mộng không nói gì thêm ngàn vạn lời nói đều không cần nàng tin tưởng trúc đạp vũ có thể hiểu được sau khi cáo biệt trúc đạp vũ bạch vũ về quán trọ bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tối làm đại sự ban đêm vài bóng người ra khỏi phòng không cùng lúc sau đó hội họp trong một cái góc xó vũ nhi chúng ta cứ như vậy đi vào có phải có chút mạo hiểm hay không đường ức ảnh suy nghĩ rất nhiều vì lo lắng cho an toàn của mọi người không sao nếu bị phát hiện không phải còn có mộ dung nam sao tuy rằng gây thêm phiền phức cho hắn nhưng chúng ta cũng đến đến để giúp hắn chút phiền phức này hắn sẽ không xem là phiền phức. Hạ tử lăng tùy ý vẫy tay, không chút để ý mở miệng. Với thân thủ của chúng ta, muốn không bị phát hiện thì thật sự có chút khó. Bạch Vũ Mộng buồn bực mở miệng, nàng là phụ nữ có thai, hơn nữa tuy rằng thân đám người hạ tử lăng không tệ, nhưng nếu so với đại nội thị vệ và ám vệ thì không bằng. Ai nha, Vũ Nhi, ngươi không cần buồn lo vô cớ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi dưỡng minh hy vỗ ngực cam đoan không thể che giấu được vẻ hưng phấn trong mắt chỉ bằng ngươi mà đòi bảo vệ vũ nhi có thể tự bảo vệ chính mình là đã tốt rồi mộ túy tình lạnh lùng mở miệng lập tức hắt một chậu nước lạnh vào người dưỡng minh hy ngươi sao ngươi biết ta không thể bảo vệ nàng dưỡng minh hy nóng nảy không cam lòng nhìn xem mộ túy tình ha không biết là ai bị lam hạo thần truy đuổi chạy trối chết còn không biết xấu hổ đứng đây nói mộ túy tình xoay chuyển trong mắt đâm chọc vào chỗ đau của hắn dưỡng minh hy thở hổn hển nói không được một chữ bạch vũ mộng miếng môi cười khẽ thì ra nàng còn có rất nhiều bằng hữu cảm giác này thật tốt nếu các ngươi còn ầm ĩ nữa thì có thể sẽ không vào được hiện tại là lúc thủ vệ hoàng cung thay ca chúng ta vẫn nên nhanh một chút đi bạch vũ mộng cười ngăn cản mấy người không nói chuyện nữa yên tĩnh chờ thủ vệ đi qua rồi sau đó mấy cái bóng đen nhanh chóng lóe lên nhanh đến mức thủ vệ tưởng đó chỉ là một trận gió thổi qua. Bạch Vũ Mộng chỉ dùng một chút nội lực, cho nên lần này nàng được Dũng Minh Hy kéo đi, dù sao nơi này chỉ có kinh công của hắn là tốt nhất, đó cũng là do được Lam Hạo Thần luyện thành. Mọi người lặng lẽ lui vào trong bóng tối, ẩn thân vào góc tối sau một tòa kiến trúc lớn. Thật ra hôm nay Bạch Vũ Mộng đến đây không chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ mà còn vì muốn điều tra tình trạng của Hoàng Cung một chút. Chính giữa đại điện đèn đốt sáng trưng, thủ vệ cũng nhiều hơn những chỗ khác, đám người bạch vũ mộng dè dặt cẩn trọng giấu kín hơi thở của mình, đến gần hơn một chút nữa, muốn nhìn cho rõ ràng. Vũ Nhi, ngươi không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ sao? Mạc Hàng Trần là thầy thuốc có khứu giác mẫn cảm trời sinh. Từ, mọi người mau nín thở. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt dặn dò, nơi này bị người ta bỏ một loại cỏ, có thể khiến tinh thần người ngửi mất cảm giác. Nơi này có vấn đề sao? Lam Giác Phong nhíu mày, nhưng vì sao thị vệ ở đây không xảy ra chuyện gì hết có lẽ là đã được ăn giải dược cho nên không có việc gì người nơi này rất cẩn thận nên chúng ta cũng phải cẩn thận nhưng điều này chỉ có thể chứng minh nơi này có bí mật gì đó không thể cho người khác biết giọng nói bạch vũ mộng vừa vang lên thì cách đó không xa có một người đi tới cẩn thận nhìn bốn phía bạch vũ mộng nheo mắt lại người này chính là mộ dung tịch lạc mọi người đều dè dặt cẩn trọng che giấu nếu bây giờ bị phát hiện sợ là bọn họ đều không có mạng để ra ngoài đến khi mộ dung tịch lạc đi vào đại điện thì bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra bạch vũ mộng phát giải độc hoàng cho bọn hắn để cho bọn họ bảo tồn thể lực trước rồi sau đó quan sát xem có thể đến gần một chút nữa hay không hiện tại nàng hoàn toàn không nhìn ra bên trong đã xảy ra chuyện gì hiện tại bạch vũ mộng có một phán đoán lớn mật có phải mộ dung tịch lạc giam lỏng mộ dung hoàng trong cung hay không nơi này thủ vệ xâm nghiêm như vậy chẳng lẽ ngay cả mộ dung nam cũng không biết sao? Dưỡng Minh Hy dẫn Bạch Vũ Mộng đến gần thêm một chút, người khác vẫn đứng tại chỗ chú ý bốn phía, nếu mục tiêu quá lớn, sẽ rất dễ bị phát hiện. Quả nhiên kinh công của Dưỡng Minh Hy rất tốt, công phu ẩn nấp cũng vô cùng tốt, Bạch Vũ Mộng thoáng vận dụng một chút nội lực, ẩn nhẫn hơi thở của mình đi. Tuy rằng không dùng nội lực nhưng nàng vẫn có thể che giấu được bản thân rất tốt, nhưng hiện tại phải dè dặt cẩn thận, không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra hai người ngừng thở lẳng lặng nhìn bóng người trên cửa sổ bạch vũ mộng hơi nhíu mi sao lại thế này vì sao lại cảm thấy là lạ phụ hoàng ta đến thăm ngươi bên trong vang lên tiếng vang rất nhỏ bạch vũ mộng ngưng thần lắng nghe thì nghe thấy câu nói này ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi bên trong còn có một giọng nói suy yếu vang lên xem ra là mộ dung hoàng nhưng mà giọng nói này yếu như đèn cạn dầu quả nhiên mộ dung tịch lạc giam lỏng hắn ở đây, nhưng rốt cuộc mộ dung nam có biết chuyện này hay không? Xem ra cần phải đi gặp mộ dung nam một chuyến rồi. Phụ hoàng, không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn viết chiếu thư thoái vị đi, như vậy sẽ có thể thoải mái một chút. Bên trong lại vang lên giọng của mộ dung tịch lạc. Muốn ta thoái vị, nằm mơ. Nếu Nam Nhi biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ dung hoàng hỗn hển trống vài câu, sau đó ho mạnh hừ, phụ hoàng ngươi không nên trông cậy vào hoàng huynh nữa hiện tại hắn còn không chưa phát hiện ra phụ hoàng thân yêu của mình xảy ra chuyện đâu mộ dung tịch lạc khinh thường hừ một tiếng giọng điệu đầy vẻ chế dẻo ngươi, mộ dung hoàng tức giận nói không nên lời ho ra một nguồn máu ai nha, sao phụ hoàng lại kích động như vậy đến đây, ngoan ngoãn uống thuốc đi mộ dung tịch lạc tiến lên vỗ vỗ lưng mộ dung hoàng bưng một chén thuốc tới để mộ dung hoàng uống hết tránh ra mộ dung hoàng quay mặt qua một bên mộ dung tịch lạc lập tức đen mặt lại đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt ngươi không uống cũng phải uống bạch vũ mộng cũng không cho rằng mộ dung tịch lạc thật sự quan tâm đến mộ dung hoàng nên mới cho hắn uống thuốc sợ là thuốc này có gì đó rồi nếu có thể lấy được mẫu thuốc thì tốt rồi sau đó bên trong trở nên yên tĩnh giống như không có ai ở đó bạch vũ mộng và dũng minh hy liếc nhau sao lại thế này mộ dung tịch lạc đâu đợi một lúc sau trong phòng lại vang lên một tiếng vang nho nhỏ một lát sau nữa thì mộ dung tịch lạc vội vàng ra khỏi cửa đi về theo đường cũ chờ mộ dung tịch lạc đi xa dũng minh hy mới dẫn bạch vũ mộng về tới chỗ bọn họ vừa trốn sau khi mọi người trở về thì bạch vũ mộng quyết định đến phủ mộ dung nam một chuyến hiển nhiên phủ mộ dung nam còn phòng thủ nghiêm mặt hơn cả hoàng cung đám người bạch vũ mộng đi vào liền bị phát hiện nhưng nếu như bọn họ thật sự muốn giấu thì sợ là cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy mấy người đợi mộ dung nam đến khi hắn nhìn thấy bọn họ thì thật sự kinh ngạc vội vàng phất tay để người khác lui xuống tự mình tiếp đãi bọn họ vũ nhi sao các ngươi lại đến đây bận rộn xử lý chính sự một lúc mộ dung nam mới rảnh tay nghi hoặc mở miệng tất nhiên là đến giúp ngươi bạch vũ mộng nhẹ nhàng cười mộ dung nam hơi sửng sốt một chút rồi lập tức bật cười không ngờ các ngươi lại đến giúp ta thật đúng là kịp lúc nhưng mà sao các ngươi lại ăn mặc như vậy đến đây bằng cách nào vô nghĩa nếu chúng ta quan minh chính đại đến đây thì có lẽ ngày mai sẽ không an ổn dưỡng minh hy bắt chéo chân mở miệng nói như chuyện không liên quan đến mình bây giờ không nói đến chuyện này mộ dung nam ngươi cũng biết phụ hoàng của ngươi bị mộ dung tịch lạc giam lỏng đúng không bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng trong giọng nói có chút phỏng đoán phụ hoàng quả nhiên bị giam lỏng mộ dung nam cũng không quá kinh ngạc hắn đã sớm đoán được chỉ là không chứng thực được mà thôi lúc trước ta cũng đoán vậy phụ hoàng luôn cáo ốm không lên triều có một lần ta đến tẩm điện phụ hoàng dò xét một chút nhưng lại không thể tới gần có vẻ nơi đó bị hạ dược ta không thể tới gần mới đến gần thì cả người đã vô lực từ nơi đó thật sự bị hạ dược bạch vũ mộng nhăn mày thật sâu chuyện này có chút khó giải quyết rồi đúng rồi ta còn phát hiện hình như trong phòng phụ hoàng ngươi có mật đạo mà mộ dung tịch lạc lại biết được cái mật đạo đó hôm nay ta còn nhìn thấy hắn đi vào bạch vũ mộng lại mở miệng mỗi tẩm điện của hoàng thượng đều sẽ có một mật đạo dùng để chạy trốn chuyện này cũng không kỳ quái nhưng mà làm sao mộ dung tịch lạc có thể biết được ta cũng chỉ vô tình vào bên trong mới biết được mộ dung nam cũng nhăn mày lại xem ra cái mật đạo đó có bí mật, chúng ta bớt chút thời gian đi xem thử đi. Bạch Vũ Mộng nói xong, cầm lấy chén trà uống một ngụm, vị đắng lan tỏa trong miệng. Chuyện này các ngươi không cần lo, dù sao cũng rất nguy hiểm, chỉ cần lúc ta cần ra tay giúp đỡ một chút là được rồi, giả tâm của mộ dung tịch lạc quá lớn, ta sợ hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Mộ dung nam có chút lo lắng nhìn đám người Bạch Vũ Mộng, không biết để cho bọn họ giao du với đám kẻ xấu này là đúng hay sai nữa chúng ta đã tham dự vào rồi thì sẽ không để một mình ngươi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm không phải chúng ta là bằng hữu sao bạch vũ mộng cười thấu hiểu mộ dung nam cũng nở nụ cười là hắn quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt nhưng mặc kệ thế nào thì hắn nhất định sẽ bảo vệ vũ nhi thật tốt bảo vệ bằng hữu của hắn còn nửa bệnh tình phụ hoàng ngươi đã nguy kịch rồi ta thấy hình như hắn uống loại thuốc gì đó bây giờ vẫn không thể xác định được ngươi nghĩ cách lấy mẫu thuốc đó để điều tra đi Ừ, mộ dung tịch lạc thật sự phát rồ, phụ hoàng đối xử với hắn không tệ. Mộ dung nam có chút đau lòng mở miệng, huynh đệ bọn họ đi đến nước này là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nếu, bạch vũ mộng dừng một chút, nếu cho ngươi chọn giữa huynh đệ và ngôi vị hoàng đế thì ngươi sẽ chọn cái gì? Bạch Vũ Mộng đột nhiên có chút tò mò mở miệng hỏi nói. Tất nhiên là huynh đệ. Mộ Dung Nam không cần nghĩ ngợi đã mở miệng trả lời, nhưng hắn lại nhanh chóng nói thêm một câu nữa, nhưng mộ dung tịch lạc quá ích kỷ, tính tình hiếu thắng, nếu giao Giang Sơn vào trong tay hắn thì nhất định sẽ có một ngày bị hủy diệt, ta không thể nhìn Giang Sơn tổ tông bảo vệ bị hủy được. Mộ Dung Nam, ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, nhưng ngươi lại không quyết đoán, một quân vương thật sự thì phải biết lúc nào nên mềm lòng, lúc nào nên ác độc, ngươi có biết không? Bạch Vũ mộng thở dài, trong mắt cũng đầy ý tán thưởng. Ừ, ta biết, cho nên tiếp theo đây ta nhất định sẽ không chùng bước dù sao mộ dung nam ở trong hoàng cung lâu như vậy sao lại không hiểu rõ đạo lý này được cho tới bây giờ hắn vẫn biết bản thân đang làm những gì chúng ta không quấy rầy ngươi nữa nếu có tin tức gì thì đến quán trọ tường vân tìm ta bạch vũ mộng nở nụ cười không nói thêm gì nữa đứng dậy chuẩn bị rời đi các ngươi vẫn nên ở lại đi mộ dung nam mở miệng giữ lại cuối cùng nghĩ tới cái gì đó thì lại cười cười không nói nữa kêu người đưa bọn họ rời đi đến khi về tới khách điếm mọi người đều tụ tập lại trong phòng bạch vũ mộng hỏi hết nghi vấn trong lòng vũ nhi vừa rồi xảy ra chuyện gì các ngươi nghe được gì trong cung tuy rằng lúc ở phủ mộ dung nam đã nghe được một ít nhưng mộ túy tình vẫn không hiểu rõ mộ dung hoàng bị nhốt bây giờ đang là lúc rối loạn các ngươi vẫn nên ít ra ngoài đi mấy ngày nữa sẽ có một trận đánh ác liệt bạch vũ mộng hít sâu một hơi xoa bụng mình vũ nhi ngươi đừng lo lắng cục cưng nhất định sẽ bình an đường ức ảnh cầm tay bạch vũ mộng an ủi cho nàng thêm sức mạnh ngày hôm sau đột nhiên có một đám quan binh vào quán trọ nói là muốn bắt phản tặc hôm qua có người lẻn vào hoàng cung trộm bảo bối cũng không nói rõ là bảo bối gì nhưng bạch vũ mộng biết nhất định đây chỉ là một cái cớ xem ra mộ dung nam đã hành động mà sợ là mộ dung tịch lạc đã nhận ra điều gì đó rồi tam tẩu bọn họ chuẩn bị đến điều tra Ngươi thấy chúng ta có nên tránh mặt hay không? Lam Giác Phong có chút lo lắng, dù sao hắn còn quá non nớt, bình thường không để ý chuyện triều chính, bây giờ tình huống bất đắc dĩ buộc hắn phải trưởng thành suy nghĩ mưu kế. Không cần tránh, nếu bọn họ đã phát hiện dù có tránh thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện, không bằng cứ thoải mái đi ra ngoài. Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một lúc, nắm chắc phần thắng mở miệng. Dưới lầu đã ầm ỉ, loáng thoáng nghe thấy tam hoàng tử đến đây, Bạch Vũ Mộng nhếch môi, đến thật là nhanh. Đẩy cửa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy bóng lưng đầy sự tàn nhẫn và hung ác nham hiểm, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, chiến tranh rốt cuộc vẫn phải diễn ra. Có vẻ người nọ đã phát hiện ra, quay đầu nhìn lại thì lập tức nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nở nụ cười, đi về phía đám người Bạch Vũ Mộng. Không biết Chiến Vương Phi và Phong Vương đến đây nên không nên tiếp từ xa. Mộ dung tịch lạc khách sáo chấp tay, lời nói khiến cho người ta hít một ngụm khí lạnh đám người ở trọ trong quán mấy ngày nay lại là chiến vương phi nữ tử được truyền tụng khắp nơi nữ tử vì trượng phu mà tàn sát mọi người tam hoàng tử khách sáo rồi chúng ta chỉ ra ngoài du ngoạn đi ngang qua mộ dung quốc nên dừng lại dạo chơi một chút thôi ngươi không cần để ý bạch vũ mộng cũng khách sáo trả lời làm sao như vậy được chiến vương phi đã tới mộ dung quốc thì tất nhiên chúng ta sẽ tận tình tiếp đón kính xin chiến vương phi đến trạm gác của chúng ta trước cũng tốt bạch vũ mộng vẫn cười nhàn nhạt như cũ làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc thật của nàng mọi người đứng phía sau cũng không nói gì thêm im lặng đi theo ra ngoài mộ dung tịch lạc thu lại vẻ tươi cười trên mặt trong đôi mắt lóe lên sự khát máu hắn không cho rằng lần này bạch vũ mộng chỉ đến để du ngoạn dù sao không phải hắn không biết lúc trước lam cảnh dịp ép vô thoái vị là do mộ dung nam xuất binh giúp bọn họ xem ra mục đích của bọn họ không đơn giản nói đúng ra là để trợ giúp mộ dung nam đi nếu đúng là như vậy thì chuyện này bắt đầu khó giải quyết rồi, hắn cũng đã sớm nghe qua danh của chiến vương phi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mắt hơi híp lại, xem ra mấy ngày trước người thủ hạ bẩm báo là bọn họ, che giấu thật tốt, trách không được có thể dễ dàng vào hoàn thành. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi theo đám người phía trước, mặc kệ thế nào, bọn họ đều không thể ngăn cản hắn hoàn thành bá nghiệp thiên thu, người cản trở hắn, giết bạch vũ mộng đi ở phía trước cũng cảm nhận được sát khí trên người mộ dung tịch lạc nhíu mày nở nụ cười đầy thâm ý lâu rồi không động đến thế lực phượng hoàng lâu lần này để cho bọn họ thể hiện một chút đi mấy ngày kế tiếp đúng như bạch vũ mộng nói bọn họ thật sự đi theo người của mộ dung tịch lạc dạo chơi toàn bộ hoàn thành còn có vẻ chưa thỏa mãn nữa điều này khiến mộ dung tịch lạc hoang mang có lẽ là hắn quá đa nghi nhưng hắn vẫn cảnh giác như cũ dù sao không thể không phòng bị, huống chi Bạch Vũ Mộng lại là nhân vật nguy hiểm. Mộ Dung Nam đã đưa mẫu thuốc tới, Bạch Vũ Mộng và Mạc Hàng Trần nhanh chóng phân tích ra thành phần bên trong mẫu thuốc, lúc biết kết quả, hai người cũng nhịn không được mà nhíu mày. Mộ Dung tịch lạc quá độc ác, loại thuốc này mà cũng dám dùng, ta thấy hắn đã phát rồ rồi. Mạc Hàng Trần bỏ mẫu thuốc trong tay ra, tức giận mở miệng. Đúng là có chút quá đáng, dù sao cũng là phụ thân của mình, vậy mà hắn cũng ra tay được bạch vũ mộng cũng thở dài lắc đầu thuốc trộn bên trong chỉ là thuốc phong hàn thông thường ngay cả thái y cũng không tra ra nhưng bạch vũ mộng lại không quên lúc trước khi đến tẩm cung hoàng thượng có ngửi thấy một mùi hương hoa hồng hoa và thuốc thông thường trộn lại với nhau thì sẽ thành thuốc độc trí mạng mỗi ngày chỉ cần một lượng nhỏ là đã đủ khiến cơ thể con người hao mòn đến cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn người như thế sao có thể làm hoàng đế mộ dung quốc được thật là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sau khi đám người Lam Giác Phong biết cũng rất cảm thán. Đột nhiên có chút đồng tình với mộ dung hoàng, sao lại sinh ra đứa con trai như vậy? Dưỡng tuyết nghiêng nhăn mày lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi chua lên, vẻ mặt bất bình. Ngươi sai rồi, Phượng Hoàng Lâu đưa tin tới nói mộ dung tịch lạc không phải con của mộ dung hoàng mà là đứa bé năm đó mẫu phi của hắn tư thông với người khác sinh ra. Bạch Vũ Mộng nhìn tin tức trong tay, khẽ lắc đầu. Ta nói mà, người như thế sao có thể là huynh đệ với mộ dung nam được, kém quá nhiều. Đường ức ảnh cũng liên tục lắc đầu, vẻ mặt thổn thức. Người nói như vậy là sai rồi, ngươi xem ta và tam ca rất tốt, mà không phải Lam Cảnh Diệp cũng là con của phụ hoàng sao, nhưng lại trên lệch lớn như vậy. Lam Giác Phong mở miệng cảm thán, mắt có chút nhớ nhung, hắn nhớ vị tam ca ngày nào cũng dạy dỗ hắn. Nụ cười của Bạch Vũ Mộng cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục làm bộ như không có việc gì xảy ra, nhìn chầm chầm lá thư trong tay, nhưng tâm tư không biết đã bay tới nơi nào rồi. Ở dưới bàn, Hạ Tử Lăng thầm đá Lam Giác Phong một cước, trừng mắt nhìn hắn, Lam Giác Phong khó hiểu, còn chưa nhận ra mình đã gây chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cứ của mọi người thì mới biết được mình đã nói sai rồi, vội vàng che kín miệng, không mở miệng nữa. Chờ sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Bạch Vũ Mộng buông bức thư trong tay xuống, vương tay vuốt bụng, con nhất định phải khỏe mạnh ra đời con nói xem khi nào phụ thân của con sẽ về thăm mẫu thân mẫu thân thật sự rất nhớ hắn mà ở một chỗ xa xôi khác trong động băng của núi thiên sơn người trên giường vẫn bình tĩnh như trước trông giống như là đang ngủ nhưng lúc này lông mi lại run rẩy làm cho người khác tưởng lầm là ảo giác thiên sơn lão nhân và thiên sơn tuyết nữ đứng ở trước giường băng thấy kinh hãi mở to mắt hình như còn hơi ngây người lão già vừa rồi ta không nhìn lầm chứ hình như hạo thần tiểu tử mới cử động. Thiên sơn tuyết nữ không dám tin mở miệng nói. Hình như ta cũng thấy được, điều này thật sự quá kinh ngạc. Thiên sơn lão nhân chật chật thở dài, đứa nhỏ này thật có phúc khí. Như vậy mà còn có thể tỉnh lại, sợ là vì chấp niệm quá sâu. Nói xong thở dài một hơi, đi ra ngoài. Tất cả âm mưu đều âm thầm xảy ra, đám người bạch vũ mộng lại tỏ vẻ không quan tâm, không làm gì cả không hề có ý thức mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hôm nay cũng đã xảy ra một chuyện quan trọng, mộ dung nam tìm được kẻ hở tiếng vào tẩm điện mộ dung hoàng, đi vào được cái mật thất kia, phát hiện một đống binh khí và thuốc nổ. Vốn dĩ là muốn cứu mộ dung hoàng ra, nhưng lúc đi ra lại bị người của mộ dung tịch lạc phát hiện, đến lúc này thì mọi âm mưu đều được lôi ra ngoài ánh sáng. Một trận chiến sự hết sức căng thẳng, sau khi đám người Bạch Vũ mộng nhận được tin tức thì nhanh chóng vào hoàng cung sau khi tới nơi thì lại bất ngờ gặp một người người này mặc cẩm bào màu đen bên trên theo kim long với năm móng vuốt âm trầm đầy uy nghiêm mặc như tranh vẽ không hề kém cỏi hơn bọn họ bạch vũ mộng vừa nhìn thấy người này thì mắt liền hiếp lại bởi vì nàng nhìn thấy biểu cảm của mộ túy tình nên đoán được người này chính là bách lý dật thanh điều bất ngờ là tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn và mộ dung tịch lạc là đồng minh tốt lắm như vậy chiến tranh giữa bọn họ nên bắt đầu từ nơi này đi. Tình nhi, trên khuôn mặt nam tử nhanh chóng hiện lên chút kinh hỉ nhìn thấy mộ túy tình thì gọi một tiếng, nhưng đáp lại hắn lại là sự yên tĩnh. Tình nhi nàng, bách lý giật thanh còn chưa nói hết thì mộ túy tình đã ngắt lời hắn, thật xin lỗi, minh hoàng, hình như chúng ta không thân thiết lắm, kính xin tự trọng. Bách lý giật thanh nhăn mày thật chặt, nhưng khuôn mặt lại vẫn đẹp như cũ, trong mắt có chút phức tạp, Bạch Vũ Mộng nhìn nam nhân trước mắt, lạnh lùng nhếch môi, quả nhiên là rất đẹp, trách không được năm đó mộ túy tình lại cam tâm tình nguyện làm nhiều chuyện vì hắn như vậy. Minh Hoàng xuất hiện ở đây, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh làm cho người ta không nghe ra được cảm xúc gì. Bách Lý Giật Thanh hít mắt, lập tức nhếch khóe môi, Chiến Vương Phi, quả thật nghe không bằng thấy, không ngờ Chiến Vương Phi lại thông thả trọng lượng như vậy. Minh Hoàng cũng không kém. Bạch Vũ Mộng cười khách sáo, trũ mắt xuống che giấu sự chán ghét trong mắt. Có vẻ Chiến Vương Phi không thích ta. Bách Lý Dật Thanh nhíu mày, tùy ý hỏi. Tất nhiên, ta chỉ thích phu quân của ta, với thân phận Minh Hoàng mà lại mở miệng nói ra những lời này. Bạch Vũ Mộng nhìn chầm chầm Bách Lý Dật Thanh, mắt từ từ trở nên lạnh lùng. Bách Lý Dật Thanh nở nụ cười, không nói gì thêm, mắt luôn nhìn chầm chầm mộ túy tình, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng giật người, chặn ánh mắt của Bách Lý Giật Thanh. Minh Hoàng còn chưa trả lời ta, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Vũ Mộng tiếp tục mở miệng, không hề ấy nấy khi trắng ngang tầm mắt của hắn. Ta chỉ tới xem náo nhiệt, chiến vương phi không nên để ý. Bách Lý Giật Thanh vốn muốn tới giúp mộ dung tịch lạc, dù sao thù lao hắn nhận được rất cao, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi, huống hồ chuyện duy nhất hắn muốn làm lúc này chính là nói mấy câu với mộ túy tình, khuyên nàng trở về. Ha ha. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tam hoàng tử, thế nào, các ngươi tiếp tục đi, ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, các ngươi không nên để ý." "Hừ, Bạch Vũ mộng, các ngươi che giấu rất tốt, muốn mang phụ hoàng đi thì phải xem thử các ngươi có bản lãnh này hay không." Nói xong nhìn về phía Mộ Dung Nam. Mộ Dung Nam chỉ nở nụ cười, sau đó đỡ Mộ Dung Hoàng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, bộ dáng rất hiếu thuận lúc này tất cả đại thần đều đã chạy tới cho dù bọn họ rất sợ chết nhưng bây giờ bọn họ không thể không đến bởi vì chuyện này quyết định đến sinh tử nên mọi người đều đổ mồ hôi lạnh do dự xem nên đứng về phía ai tuy rằng hiện tại hoàng đế bị mộ dung tịch lạc nắm giữ trong tay nhưng bọn họ lại không chỉ nhìn thấy tình cảnh hiện tại thái tử tài đức sáng suốt cho nên bọn họ đánh cược mạng mình lựa chọn thái tử sẽ không sai đi bạch vũ mộng quan sát biểu cảm của mọi người chậm rãi nở nụ cười chế giễu lập tức quay đầu hỏi bách lý giật thanh minh hoàng thấy thế nào lời nói không xuôi tai tam hoàng tử nắm mộ dung hoàng trong tay ta cảm thấy tỷ lệ mộ dung thái tử giành chiến thắng sẽ rất nhỏ bách lý giật thanh suy tư một chút mới mở miệng thật ra hắn biết một ít kế hoạch của mộ dung tịch lạc cho nên mới dám khẳng định hắn sẽ không thua phải không mọi chuyện còn chưa tới hồi kết thúc không cần dễ dàng đưa ra kết luận bạch vũ mộng cười dịu dàng thu lại sự châm chọc trong mắt bên này hai người không mở miệng nói chuyện nữa bên kia thì giống như tận thế kéo đến mộ dung nam thật không ngờ ngươi sẽ có ngày hôm nay bây giờ phụ hoàng ở trong tay ta ngươi đã ở trong tay ta thì ngươi lấy cái gì để đấu với ta nói xong liền kiêu ngạo cười phá lên mộ dung tịch lạc ngươi không nên vui mừng quá sớm nếu không lúc tỉnh mộng sẽ rất thảm trong mắt Mộ Dung Nam không hề có một chút e ngại và lùi bước mà luôn đỡ Mộ Dung Hoàng. Ngươi đã như vậy còn muốn mạnh miệng, Mộ Dung Nam, để ta xem thử ngươi có cách gì để xoay người. Mộ Dung Tịch Lạc vung tay lên, bốn phía liền xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây tất cả mọi người. Bạch Vũ Mộng vẫn bình tĩnh cười như trước, thật sự giống như một người đang đứng xem diễn, Bách Lý Dật Thanh cũng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, nữ tử như vậy nếu là kẻ địch thì sẽ rất đáng sợ nàng có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm như vậy thì chắc chắn là không hề dễ đối phó bách lý dật thanh không biết bản thân hắn chính là kẻ địch hàng đầu của bạch vũ mộng mộ dung tịch lạc đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao mộ dung nam có chút khinh thường mở miệng hắn cho rằng hắn còn cất giấu vũ khí bí mật gì đó không ngờ lại chỉ có như vậy dù chỉ có những người này thì cũng có thể chặt ngươi ra thành tám mảnh ngươi vẫn nên cầu nguyện ta cho ngươi một cái cái chết cốt đi dù sao chết thảm cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mộ dung thái tử của ngươi không phải sao. Từ, nói có đạo lý. Mộ dung nam đồng ý gật đầu, còn nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên chết kiểu nào. Mộ dung hoàng đang nghỉ ngơi bên cạnh nhịn không được nữa, nam nhi, con đừng vờ ngớ ngẩn nữa, còn không mau suy nghĩ biện pháp, không thể để cho kẻ lòng lan dạ thú như mộ dung tịch lạc hại được. Lúc này mộ dung hoàng nghiêm khắc, không còn quyến luyến quyền thế nữa mà chỉ còn sự quan tâm đối với con trai mình, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng đã nghĩ thông suốt, chỗ cao rất lạnh lẽo, vị trí đó thật sự thật làm cho người ta phải bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần có quyền thế thì sẽ có tất cả, hắn sẽ được mỹ nhân vây quanh, có được nhân gian sơn, hưởng phúc dài lâu, nhưng bây giờ lại phát hiện mình đã đánh mất tình thân quý giá nhất. Mộ dung nam, sao rồi? Có vài thứ ngươi nhìn thì sẽ hiểu. Bạch Vũ Mộng đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Mộ dung nam sửng sốt, Lập tức suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi hắn còn nghi hoặc vì sao Bạch Vũ Mộng còn chưa ra tay, bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, thì ra Bạch Vũ Mộng muốn cho hắn hiểu đế vương là thế nào. Một đế vương, hắn có thể cao cao tại thượng, nhưng không thể tách khỏi những người khác, đế vương cũng là người, cũng có thất tình lục dục, Bạch Vũ Mộng đang nói cho hắn biết, dù tương lai có ngồi lên vị trí cao thế nào thì không được đánh mất lương tâm của mình. Vũ Nhi, cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi, yên tâm đi mộ dung nam ta dù có biến thành bộ dáng gì thì vẫn sẽ mãi mãi là mộ dung nam mãi mãi không thay đổi mộ dung nam thề son sắt điều này cũng khiến bách lý dật thanh im lặng hắn hiểu ý của bạch vũ mộng muốn nói cho mộ dung nam nhưng hắn lại không thể thay đổi được gì cả trước kia hắn cũng có thứ bản thân theo đuổi cũng có giấc mộng cuồng nhiệt của riêng mình dù là bất cứ lúc nào thì những thứ này đều đã bị biến chất hắn vẫn coi trùng sinh mệnh của mình hơn các ngươi không cần nhiều lời nữa có cái gì tốt để mà hiểu hừ sắp chết tới nơi còn nhiều lời như vậy muốn nói cái gì thì chờ xuống địa ngục rồi nói mộ dung tịch lạc không kiên nhẫn mở miệng đúng vậy thật sự chúng ta sẽ nhanh chóng không thấy được nữa nhưng trước lúc đó ta cảm thấy ta nên nói việc này ra nếu không sẽ không có cơ hội nữa bạch vũ mộng cười giọng nói thanh thúy thấy mộ dung tịch lạc càng không có kiên nhẫn thì bạch vũ mộng cũng không thừa nước đục thả câu nữa trực tiếp mở miệng mộ dung tịch lạc vốn không phải là con của hoàng thượng mà là con do lâm quý phi tư thông với người khác sinh ra giọng nói thanh thúy vang vọng cả bầu trời một lúc lâu giống như một đạo thiên lôi khiến mọi người kinh sợ cú đánh lần này khiến mộ dung tịch lạc không dám tin mở to hai mắt không có khả năng nhất định các ngươi vì muốn bảo vệ mạng sống mà bịa đặt sao ta có thể không phải là con trai của phụ hoàng được nhất định là các ngươi nhất định là do các ngươi gạt ta ngươi cảm thấy chúng ta lừa ngươi còn có ý nghĩa sao thế nào bỗng nhiên phát hiện vị trí hiển hách của mình từ trước tới giờ lại không phải là của mình cảm thấy rất suy sụp đúng không bạch vũ mộng nở nụ cười ai nha quên nhắc nhở ngươi không có dòng máu hoàng thất thuần khiết thì không thể kế thừa ngôi vị vậy phải làm sao bây giờ đây bạch vũ mộng không có ý buông tha hắn tiếp tục đã kích khuyết điểm của ngộ dung tịch lạc đều phơi bày hết ra ngoài nhìn bạch vũ mộng đang cười đắc ý và mộ dung nam đang bình tĩnh thì dám chắc là hắn đã biết tin này từ lâu mộ dung hoàng cũng không còn khiếp sợ nữa lúc trước hắn cũng từng hoài nghi sao đứa con này lại không hề giống hắn không ngờ hắn vốn không phải là con mình thì sao có thể giống được bây giờ hắn đã có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này ít nhất hắn có thể thoải mái một chút bởi vì người đối xử ác độc với hắn như vậy thì không xứng làm con hắn hắn cũng không hề thấy đau lòng tuy rằng chuyện này khiến hắn đội một cái nón xanh rất lớn nhưng hắn cũng không thèm để ý người đã có thể xem nhẹ việc chết thì việc này cũng chỉ như thoáng qua thôi thế nào rất khó chấp nhận sao mộ dung tịch lạc vốn dĩ coi ngươi là đệ đệ ta nên không muốn đuổi cùng giết tuyệt nhưng mẫu phi của ngươi gạt chúng ta nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải con ruột của phụ hoàng giữa chúng ta hình như cũng không có gì để khiến ta phải tha thứ cho ngươi mộ dung nam vẫn nho nhã như trước lời nói ra lại lập tức đánh mộ dung tịch lạc thẳng xuống địa ngục không làm sao có thể ta còn có nhiều quân đội như vậy làm sao ngươi thắng được ta lịch sử sẽ viết tên người thắng chỉ cần ta lên làm hoàng đế thì không phải ta muốn nói gì thì nói sao ngươi đúng là quá ngây thơ rồi mộ dung tịch lạc ngươi cho là chúng ta không chuẩn bị mà lại ở đây lãng phí thời gian với ngươi sao bạch vũ mộng lắc đầu nhẹ nhàng vỗ tay quân đội ngoài cửa nhanh chóng xông vào tất cả đều được trang bị võ trang hạng nặng bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu quân đội lam cường quốc bách lý giật thanh hơi nheo mắt lại đột nhiên cũng có chút kính để nhìn thoáng qua bạch vũ mộng nữ tử này có thể đem được số lượng quân đội khổng lồ như vậy vào thành mà không đã động đến bất cứ ai bản lãnh thật lớn ngươi sao các ngươi lại có thể đưa nhiều người đến đây như vậy mộ dung tịch lạc không dám tin hôm nay nàng đã cho hắn đã kích quá lớn Vốn dĩ đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng sao thế cục lại bỗng chốc xoay chuyển như vậy? Vẫn không thể chấp nhận sao? Mộ dung tịch lạc, từ ngày ngươi chuẩn bị tạo phản thì nên biết kết quả sẽ thế nào, ác giả ác báo, ngươi cần gì phải làm vậy? Bạch Vũ Mộng thở dài, nói xong câu đó liền rời đi, nàng tin tưởng chuyện sau đó mộ dung nam sẽ xử lý tốt. Trở lại quán trọ, Bạch Vũ Mộng nhìn mộ túy tình một lúc mới mở miệng, tình nhi, ngươi không sao chứ? Từ ta không sao, vốn cho là đối mặt với hắn rất khó khăn nhưng không ngờ lại thoải mái như vậy. Mộ túy tình thoải mái nở nụ cười. Ôi, không phải chứ, thì tình nhân cũ của ngươi chính là Minh Hoàng, thật sự không nghĩ tới. Dưỡng Minh Hy chật chật hai tiếng, tỏ vẻ kinh hải. Ngươi câm miệng. Mộ túy tình trừng mắt nhìn hắn, lập tức nhào vào trong lòng Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cảm giác được thân thể của nàng hơi run run, nàng khóc sao. Tình nhi, không sao, ngươi xem không phải ngươi rất dũng cảm sao? Bạch Vũ Mộng vỗ nhẹ lưng của nàng, cổ vũ nàng, còn không quên trừng mắt nhìn Dũng Minh Hy. Dũng Minh Hy xấu hổ sờ mũi, điều này sao lại là lỗi của hắn, hình như hắn cũng không có nói gì sai, hơn nữa, đó không phải là sự thật sao, còn nói là quên nữa, khẳng định là còn nhớ nhung tình cũ nên mới khóc thương tâm như vậy. Đợi đến khi mộ túy tình khóc đủ mới ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, thì ra nàng cũng không muốn khóc, cũng không cảm thấy gì cả, nhưng nghe thấy Dũng Minh Hy nói đó là tình nhân cũ của nàng thì lại nhìn không được mà khóc. Vũ Nhi, ta thật sự không có cảm tình với hắn, chỉ là lúc trước quá chấp nhất nên bây giờ muốn quên ngay lập tức thì rất khó. Ừ, ta biết, tình Nhi là người dũng cảm. Bạch Vũ Mộng hơi nở nụ cười, lập tức do dự mở miệng, tình Nhi, nếu hắn xin lỗi ngươi, buông bỏ hình tượng cầu ngươi trở về, ngươi có trở về không? Hắn sẽ làm vậy sao? Sẽ không đâu, một người kiêu ngạo như hắn sao có thể hạ mình cầu ta trở về. Mộ túy tình cười chế giễu. Ta nói là nếu, nếu như hắn thật sự làm như vậy, tình nhi, ta cần một đáp án chính xác của ngươi. Bạch Vũ Mộng nắm chặt tay mộ túy tình. Vì, nhìn nàng như vậy thì đương nhiên sẽ cùng trở về với nam nhân kia rồi. Dưỡng Minh Hy đứng một bên cười nhạo, sao hắn có thể không nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng chứ? Tình nhi, thật vậy không? lần này bạch vũ mộng không có ở trừng mắt nhìn dũng minh hy nữa nàng cũng muốn một đáp án chính xác để còn quyết định nên đối phó bách lý giật thanh thế nào mộ túy tình nhẹ nhàng cắn môi có chút do dự mở miệng sẽ không đâu ngày hôm sau bạch vũ mộng không còn hỏi lại chuyện này nữa nàng bỗng nhiên phát hiện nàng không thể nào tuyệt tình ra tay với nam tử đó được bởi vì mộ túy tình do dự mộ túy tình rất bất tức Vốn dĩ nàng rất hận hắn nhưng sau khi gặp lại thì bỗng nhiên phát hiện nàng vốn không thể nào đối mặt được. Không biết vì sao nàng lại do dự, có lẽ là những ngày trước kia ở với hắn quá tốt đẹp nên nàng không thể nào quên được. Mộ dung nam cũng hành động rất nhanh, cuộc tạo phản cũng được ổn định lại, tất cả đều trở lại quỹ đạo vốn có, đám người bạch vũ mộng lại do dự có nên đến Minh Quốc hay không. Hôm nay Bách Lý Dật Thanh tự mình đi tới quán trọ của Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang ăn bữa sáng, nhìn thấy người đi tới thì lại sửng sốt, mắt bạch vũ mộng đầy phức tạp. Tình nhi, nàng trở về cùng ta được không? Bách Lý Giật Thanh đi thẳng đến trước mặt mộ túy tình, trực tiếp lướt qua những người khác, nhìn mộ túy tình với vẻ chờ mong. Mộ túy tình cũng không có phản ứng gì cả, nhưng khi hiểu rõ ý của hắn thì lại hơi sững sờ, vũ nhi nói không sai, hắn thật sự đến kêu nàng trở về, nhưng nàng có nên về hay không? Mộ túy tình có chút thẫn thờ nhìn bạch vũ mộng, những nàng lại hơn lắc đầu tỏ vẻ bản thân bất lực Chuyện này chỉ có chính bọn họ mới có thể giải quyết Ta Sao ta có thể về cùng ngươi được Mộ túy tình hạ quyết tâm Cắn môi Mắt lại đầy sự tức giận Bách lý giật thanh Lúc trước ta giúp ngươi như vậy Nhưng ngươi coi ta là cái gì Ngươi dám phản bội ta Ngươi cho là ta sẽ còn trở về để ngươi giày xéo nữa sao Tình nhi Nàng hãy nghe ta nói Mọi chuyện không phải như thế Bách Lý Giật Thanh vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lại nhận lại nụ cười lạnh của mộ túy tình, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ tin những gì mà mình đã trải qua. Tình nhi, thật sự, nàng nghe ta nói trước đã được không, ta thật sự không có phản bội nàng, tất cả đều không giống như nàng thấy, ta, Bách Lý Giật Thanh bỗng nhiên lại không nói được gì nữa. Thế nào, nói không được nữa sao? Mộ túy tình nhíu mày, lạnh lùng nhìn Bách Lý Giật Thanh, Bạch Vũ Mộng cũng nhíu mày, nàng đóng vai một người đứng xem thì cho rằng trong đó có một bí mật không muốn cho ai biết. Tình nhi, xem như ta cầu xin nàng, cầu nàng trở về cùng ta được không? Bách Lý giật thanh nhăn mày lại thật chặt, trong mắt đầy sự đau khổ và cầu xin. Điều này khiến Bạch Vũ Mộng cũng kinh ngạc, lúc trước nàng chỉ đặt giả thiết, không ngờ nó lại trở thành hiện thực. Bách Lý Giật Thanh lại có thể buông bỏ sự kiêu ngạo để cầu xin mộ túy tình trở về. Mộ túy tình đã nói nổi nữa, cứ ngơ ngác, ánh mắt vô thần không biết đang suy nghĩ cái gì đột nhiên mộ túy tình liền đứng lên ta sẽ không về với ngươi ngươi vẫn nên đi đi nói xong sau liền quyết tuyệt bỏ đi không thèm quay đầu liếc mắt nhìn hắn tiểu ảnh ngươi đi theo xem thử đi bạch vũ mộng nói một câu với đường ức ảnh kéo bách lý giật thanh đang muốn đuổi theo thấy Dưỡng minh hy đã nhàn nhã đi ra ngoài bạch vũ mộng nhăn mày lại ngươi vẫn không nên đi quấy rầy nàng hiện tại lòng nàng rất loạn Ngươi đi qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi, không bằng ngồi đây nói lý do cho ta nghe đi." Bạch Vũ Mộng hiểu rõ thế cục, nhìn chằm chằm Bách Lý Dật Thanh, dù là một đế vương thì cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Bách Lý Dật Thanh thở dài, hắn biết, Mộ Túy tình rất tin tưởng lời nói của nàng ta, nếu hắn nói với nàng ta thì có lẽ có khả năng đưa Tình Nhi trở về. Bách Lý Dật Thanh và Bạch Vũ Mộng ngồi trong phòng rất lâu rồi mới đi ra ngoài, sau khi đi ra, Bách Lý Dật Thanh liền rời đi. Bạch Vũ Mộng lại luôn cau mày, không nói chuyện. Vũ Nhi, thế nào, hắn ta nói gì với ngươi? Không biết Dũng Minh Hy đã về từ lúc nào, đứng một bên phe phẩy cây quạt, cợt nhã hỏi. Ta cho rằng hắn chính là hôn quân như lời tình nhi nói nhưng lại không nghĩ rằng, người như hắn lại cũng có thể trở thành một minh quân, hôn quân và minh quân, thật ra cũng chỉ là quan niệm thôi. Bạch Vũ Mộng chỉ nói những lời này, còn những cái khác thì không nói nữa mộ túy tình chỉ ăn một chút cơm chiều rồi liền đi lên lầu nghỉ ngơi bạch vũ mộng vội vàng ăn một chút rồi cũng đi theo mộ túy tình lên lầu vào phòng của nàng trong phòng rất tối mộ túy tình không có đốt đèn một mình lui vào trong chăn bạch vũ mộng thở dài đốt đèn sáng lên rồi sau đó mới đi qua ngồi xuống mộ túy tình ngẩng đầu từ trong chăn lên có chút trách cứ mở miệng vũ nhi sao ngươi lại chỉ ăn có một chút vậy như vậy con nuôi của ta sẽ không có dinh dưỡng không sao ta đã ăn no, nhưng còn ngươi, sao lại ăn ít như vậy, ngàn vạn lần đừng để cơ thể suy sụp. Bạch Vũ Mộng nhìn chầm chầm mộ túy tình, ý muốn nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng. Mộ túy tình lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở miệng, Vũ Nhi, ngươi có chuyện gì không? Thật là có chút chuyện muốn ngươi xác nhận một chút. Bạch Vũ Mộng mở miệng, lập tức suy tư một hồi rồi mới nói tiếp, tình nhi, có phải hôm nay thiếu chút nữa là ngươi đã đồng ý với Bách Lý Dật Thanh rồi không? Mộ túy tình sửng sốt, ngơ ngác trong chốc lát, mới trả lời, có sao? Không có đâu. Tình nhi, ngươi không cần gạt ta, ta nhìn ra được, cho dù ngươi không còn thương hắn, nhưng ngày xưa yêu nhau say đắm như vậy sao có thể nói quên là quên được. Nhưng ta vẫn còn lý trí, cho nên ta đã từ chối không phải sao? Ừ, ngươi thật sự rất lý trí, một đế vương lại tình nguyện cúi đầu trước một nữ tử, ta không biết là vì nguyên nhân mà ngươi lại từ chối vũ nhi sao ngươi lại nói dùng hắn không phải ngươi luôn khuyên ta rời xa hắn sao mộ túy tình cười suy yếu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo ta thật sự đã từng khuyên ngươi nhưng lúc đó ta không hiểu hắn tình nhi một người có thể có rất nhiều mặt có thể bộ mặt ngươi nhìn thấy chỉ là mặt yếu kém của hắn thôi nhưng ngươi có nghĩ tới sự thật đằng sau nó hay không có thể đó là chuyện mà không muốn để cho ai biết giọng điệu bạch vũ mộng trở nên nghiêm túc vũ nhi rốt cuộc ngươi làm sao vậy có phải ngươi biết cái gì rồi không mộ túy tình nghi hoặc nhìn bạch vũ mộng bạch vũ mộng sửng sốt ngầm bực bản thân vì thiếu chút nữa đã buộc miệng nói ra rồi lập tức bình phục lại tâm trạng mở miệng ta không sao mấy ngày nay nhìn thấy bách lý giật thanh thì cảm thấy hắn cũng không giống ngu ngốc như tưởng tượng cho nên mới nói như vậy nếu như ngươi không muốn nghe thì sau này ta không nói nữa nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại ta không muốn sau này ngươi hối hận phải không mộ túy tình nhẹ nhàng hỏi một tiếng sau đó liền cục mắt xuống không nói chuyện nữa bạch vũ mộng lẳng lặng ngồi một hồi rồi cũng xoay người rời đi sau đó bách lý giật thanh lại tới thêm vài lần nữa sự chấp nhất của hắn khiến mọi người bị mê hoặc vì sao hắn lại khác xa với tưởng tượng như vậy nhưng nguyên nhân thì sợ là chỉ có bạch vũ mộng biết hôm nay bách lý giật thanh lại đến quán trọ nhưng lần này không phải chỉ lẳng lặng ngồi đợi để được gặp mộ túy tình mà là đến nói lời từ biệt tình nhi ta phải về rồi nàng thật sự không muốn về cùng ta sao bách lý giật thanh có chút gian nan mở miệng thật ra hắn đã sớm biết đáp án rồi ta sẽ không về mộ túy tình vẫn lạnh lùng như trước không hề tỏ vẻ thất vọng hay luyến tiếc vì hắn sắp rời đi vậy chăm sóc bản thân thật tốt lúc nào nàng muốn trở về thì ta đều hoan nghênh bách lý giật thanh cười chua sót trong giọng nói có chút thất vọng mộ túy tình không nói gì thêm chỉ níu môi thật chặt đứng ở một bên bách lý giật thanh không chấp nhất nữa nhìn thoáng qua bạch vũ mộng chiến vương phi có thể nói chuyện một chút hay không bạch vũ mộng nhẹ nhàng gật đầu đi theo bách lý giật thanh ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt nhưng không thể giúp ngươi được bách lý giật thanh còn chưa mở miệng bạch vũ mộng đã giành nói trước cảm ơn nhưng còn chuyện kia nếu có thể ta hy vọng nàng mãi mãi không biết vì sao bạch vũ mộng có chút kinh ngạc nhớ mày rõ ràng hắn muốn giải thích vì sao lại không muốn để cho mộ túy tình biết chuyện này cứ để cho nó trở thành bí mật đi còn về phần ta và tình nhi nếu như hữu duyên thì nhất định có thể ở cùng một chỗ nếu ta nhất định phải bỏ lỡ nàng thì coi như đây là cái giá ta phải trả đi nhưng ngươi cũng không làm sai bạch vũ mộng hơi nghi hoặc rồi liền hiểu rõ nàng biết nam nhân này luôn phải chịu nhục không ta sai rồi điều sai lầm lớn nhất trong đời là buông tay tình nhi không có lý do gì cả chỉ là vì ta bỏ rơi nàng thôi không có lý do gì chỉ là vì ta bỏ rơi nàng thôi bạch vũ mộng đột nhiên không biết nói gì nàng không biết mình còn có thể nói cái gì nàng làm một người đứng xem nhìn thấy rất rõ ràng nhưng mà khúc mắt trong đó lại không phải dễ dàng gỡ được nếu có một ngày nàng biết bạch vũ mộng còn chưa nói hết bách lý giật thanh liền vội vàng cắt ngang lời bạch vũ mộng sẽ không nàng sẽ mãi mãi không biết được được rồi chuyện ta có thể làm cũng chỉ là không tiết lộ thôi còn những cái khác ta không làm được bạch vũ mộng thở dài cám ơn nếu có thể giúp ta khuyên nhủ nàng để cho nàng trở về ta không hy vọng xa vời nàng còn có thể yêu ta giống trước kia nhưng mà ta vẫn muốn thử một chút ít nhất có thể làm bằng hữu bách lý giật thanh cố gắng nói xong những lời này sau khi nói xong cả người như trút được gánh nặng có chút nản lòng đi ra ngoài không nhìn mộ túy tình nữa hắn sợ sợ nếu như quay đầu lại thì sẽ không còn dũng khí để rời đi nữa tẩu tử các ngươi nói gì đó sao lại nói lâu như vậy hơn nữa ta thấy sắc mặt bách lý dật thanh không được tốt lam giác phong chờ bách lý dật thanh đi khỏi thì liền hỏi bạch vũ mộng không có gì chỉ nhờ ta chăm sóc tình nhi bạch vũ mộng mỏi mệt phất tay không muốn nói thêm nữa nhẹ nhàng vuốt bụng đi lên lầu mộ túy tình vẫn luôn đứng lặng lặng ở chỗ đó, không hề nói gì cả, giờ phút này ngay cả bách lý giật thanh bỏ đi nàng cũng không có một chút phản ứng. Ôi, nếu ngươi luyến tiếc thì nhanh chân đuổi theo đi, vẫn còn kịp đó. Dưỡng Minh Hy đứng một bên biểu môi, không chút để ý mở miệng. Ai nói ta luyến tiếc, chuyện của ta không cần ngươi lo. Mộ túy tình hung hăng đá Dưỡng Minh Hy một cước, xoay người chạy lên lầu. a à, thật ác độc, quả nhiên là nữ tử và tiểu nhân là khó đối phó nhất, thật là, rõ ràng rất luyến tiếc, còn giả bộ cái gì. Dưỡng Minh Hy đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, miệng vừa lầm bầm vừa đi ra ngoài, hắn cũng không muốn ở trong này, thật nhàm chán. Bạch Vũ Mộng ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, ăn một chút điểm tâm rồi cầm điểm tâm đi tới phòng mộ túy tình. Tình nhi, ngươi ăn một chút gì đi. Bạch Vũ Mộng nhìn mộ túy tình thờ thẫn ngồi ở trước gương, có chút lo lắng mở miệng, sao mộ túy tình lại như vậy? Vũ Nhi, ta không muốn ăn, ngươi về trước đi, nếu ta muốn ăn thì sẽ tự đi ăn, các ngươi không cần phải lo cho ta. Vừa rồi đường ức ảnh cũng đã đến đây nhưng nàng thật sự không đói bụng. Tình Nhi, có phải trong lòng ngươi còn phân vân chuyện tình cảm đúng không? Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có chút phức tạp. Từ, bây giờ ta không biết gì cả, trong đầu ta rất rối, rõ ràng đã quyết định sau này sẽ trở thành kẻ địch nhưng vì sao vì sao mộ túy tình bỗng nhiên bụng mặt khóc bạch vũ mộng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng tình nhi ngươi hãy nghe ta nói có một số việc không giống như bề ngoài đâu nếu cứ ngồi ở đây suy nghĩ thì không bằng tự mình đi xem đã lâu rồi ngươi không về minh quốc không phải sao trở về xem thử đi coi như ngươi đi du ngoạn quê hương một chuyến không nơi đó có nhiều thứ đau khổ ta không muốn nhớ lại ta thật sự không có dũng khí đi đến đó Mộ túy tình liều mạng lắc đầu, không đồng ý trở về. Tình nhi, Bạch Vũ Mộng thở dài một tiếng, ngươi sai rồi, nếu ngươi không quay về thì những điều này sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi, nếu ngươi quay về đó diệt trừ cơn ác mộng này đi không phải sẽ tốt hơn sao, chúng ta có thể giữ nguyên kế hoạch trả thù bọn họ, đánh nhốt tất cả những người đã ức hiếp ngươi vào địa ngục, nhưng đừng trốn tránh, nếu không, ngươi sẽ mãi mãi bị ám ảnh. Nhưng ta phát hiện, ta vốn không thể đối mặt với hắn được, ta, mộ túy tình vẫn đau khổ như cũ, hiện tại nàng thật sự không biết nên làm gì cả. Làm sao lại không đối mặt được, tình nhi, chúng ta là nữ tử hiện đại, từ nhỏ chúng ta đã được dạy là người với người đều ngang hàng, nếu việc này mà ở xã hội hiện đại thì thật ra cũng không quá khó để chấp nhận như vậy phải không, ngươi là người kiên cường, rõ ràng có vài thứ có thể thoải mái mà đi qua, vì sao lại cứ muốn dùng bản thân vào ngõ cục vậy, phải không? Mộ túy tình mở đôi mắt mê mang ra, trong mắt vẫn còn động nước, nhưng dần dần rồi cũng trở nên tỉnh táo. Vũ Nhi, có lẽ ngươi nói rất đúng, là ta quá chấp nhất, ta sẽ trở về, ta muốn để những người ngày xưa hại ta nhìn xem ta làm cách nào để dẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân. Mộ túy tình bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng nhớ lại thật lâu trước kia có người từng nói với nàng, muốn nàng sống thoải mái. Tuy trí nhớ đã mơ hồ nhưng lại không ngăn được cảm giác lo lắng mỗi khi nhớ tới. Từ, nhưng mà bách lý giật thanh, Bạch Vũ Mộng muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng nói được. Vũ Nhi, ta biết nhất định các ngươi có chuyện gạt ta, ít nhất ta từng yêu hắn lâu như vậy, mỗi một hành động lời nói của hắn ta đều rất quen thuộc, sao ta lại không biết được. Mộ túy tình nói như vậy khiến Bạch Vũ Mộng kinh ngạc. Tình Nhi, có một số việc giống như lúc trước ngươi nói với ta vậy, không biết sẽ tốt hơn, đối với ngươi hay với mọi người đều tốt. Bạch Vũ mộng suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa. Không sao, ta đã lựa chọn đối mặt thì việc này ta sẽ điều tra ra, thái độ của hắn cũng chính là nguyên nhân khiến ta không thể dứt khoát hạ quyết tâm. Tình Nhi, ta không biết nên nói như thế nào, có lẽ gạt ngươi là không đúng nhưng mà có một số việc không biết sẽ tốt hơn, ta sẽ không khuyên ngươi không điều tra mọi chuyện, ta chỉ hy vọng, nếu như có một ngày ngươi biết hết mọi chuyện thì phải suy nghĩ cho lý trí, không nên bị cảm xúc chi phối. Bạch Vũ Mộng nói xong cũng không nói gì thêm nữa. Khi nói với mọi người kế hoạch đến Minh Quốc, bọn họ đều không hề kinh ngạc, bọn họ vốn cũng nghĩ sẽ như vậy chỉ là trì hoãn thêm vài ngày thôi. Vì, sớm như vậy không phải sẽ tốt hơn sao, thật đúng là phiền phức, lúc trước thì sống chết không quay về, lần này lại muốn quay về, ta thấy là do luyến tiếc đi. Dưỡng Minh Hy ở một bên châm chọc khiêu khích. Mộ túy tình đã khôi phục lại trạng thái lúc trước, mở to hai mắt ra trường Dưỡng Minh Hy, họ doãn kia, ngươi nói cái gì, sao miệng của ngươi lại đê tiện như vậy? Ta như thế nào, ta cũng không có nói sai, ngược lại là ngươi đó, ai nha, nữ nhân thật đúng là phiền phức. Dũng Minh Hy vất tay áo, khinh thường mở miệng. Ca ca, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, mọi người đều là bạn tốt mà. Dũng Tuyết Nhiên lôi kéo tay áo Dũng Minh Hy, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn. Nhưng Dũng Minh Hy đang giận dữ nên vốn không hề nhận ra, còn vô tội nói một câu, Nghi Nhi, mắt của ngươi sao vậy? Dưỡng Minh Hy, có phải ngươi có bệnh hay không? Ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi là gì của ta chứ, ta không cần ngươi quản. Mộ Túy Tình cũng tức giận, tâm trạng của nàng vừa mới tốt lên, bây giờ lại bị nói như thế, nàng lại bắt đầu thấy khó chịu. Ngươi nghĩ rằng ta muốn quản lắm chắc, bệnh thần kinh, đừng có tự cho mình là đúng, ngươi có biết vì một mình ngươi mà chúng ta lãng phí bao nhiêu thời gian không? chỉ vì ngươi mà bắt mọi người phải nhẫn nhịn ngươi thật là quá phách lối dưỡng minh hy giận quá hóa cười lạnh lùng mở miệng vậy ngươi có thể không đợi ta cũng không có cầu xin ngươi chờ ngươi không vừa ý cái gì ta thấy là do ngươi khó chịu mới đúng mộ túy tình dừng một chút rồi lại mở miệng dưỡng minh hy nói rất có đạo lý lần này thật sự tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn nàng nhưng nàng không muốn thừa nhận hắn nói đúng a à, lại còn mắc bệnh công chúa ai gia công chúa cũng không nên trách cứ tiểu nhân tiểu nhân cũng không phải cố ý nói như vậy để chọc giận lão nhân gia ngày đâu ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa ngươi mộ túy tình tức đến nói không ra lời dưỡng minh hy ngươi cố ý đúng không ta không phải là công chúa gì cả chú ý lời nói của ngươi đi muốn ta tìm người đến dạy dỗ ngươi cách nói chuyện hay không các ngươi đừng ầm ĩ nữa dưỡng minh hy đang muốn mở miệng phản bác thì nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của bạch vũ mộng các ngươi xong chưa ầm ĩ như vậy thật chẳng ra làm sao muốn bị người khác coi là trò cười sao ta thật sự không biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì mấy người quay đầu nhìn bốn phía quả nhiên lúc này đã có nhiều người nhìn qua ai thèm ầm ĩ với nàng ta chẳng qua là một công chúa bị chiều hư từ nhỏ thôi chỉ vấp ngã một chút đã không đứng dậy nổi dưỡng minh hy hừ lạnh một tiếng cầm lấy cây quạt đi ra ngoài ngươi cho ngươi là ai mà nói ta bị làm hư ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đồ không có giáo dưỡng. Mộ túy tình không cam lòng hừ vài câu, lập tức nhận ra gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía dưỡng tuyết nghiêng rồi lại cười nói, nghiêng nhi, đừng coi lời tỷ tỷ vừa nói là thật, ta chỉ nói dỗi thôi. Ừ, ta biết rồi, tình tỷ tỷ, tỷ không nên gây gỗ với ca ca nữa, lời nói vừa rồi nhất định ca ca đã nghe thấy rồi, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là bị người khác nói không có giáo dưỡng. Khuôn mặt nho nhỏ của dưỡng tuyết nghiêng trở nên thâm trầm hơn so với tuổi nghiên nhi ca ca muội chắc sẽ không sao chứ hạ tử lăng có chút sợ hãi mở miệng vừa rồi nàng không dám nói lời nào hiện tại mới dám nói một câu lại nhanh chóng bị lam giác phong bịt miệng sao nàng có thể quan tâm đến nam nhân khác ta không biết ta chỉ biết là hồi nhỏ có người nói hắn không có giáo dưỡng hắn đã đánh người kia đến nửa chết nửa sống sau đó hắn mất tích rất lâu sau khi trở về thì cả người đều thay đổi rất nhiều mãi về sau mới dần dần khôi phục lại bản tính bình thường về sau không còn ai dám nói hắn không có giáo dưỡng nữa có lẽ là hắn bị người nào đó bắt đi không chừng là bị ngược đãi mộ túy tình thờ ơ cười tùy ý suy đoán dưỡng tuyết nghiêng lắc đầu ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy nhưng sau này mới biết được hắn tự nhốt bản thân lại không ăn không uống cứ ngồi yên tĩnh một mình như vậy cũng không biết đang nghĩ cái gì sau này là do chúng ta dùng thuật thôi miên buộc hắn nói ra nếu không chúng ta cũng không biết dưỡng tuyết nghiêng nói xong liền thở dài vậy lần này chắc là không có việc gì chứ mộ túy tình có chút chột dạ có chút sợ hãi mở miệng nếu hắn tự nhốt bản thân thì chẳng phải người có lỗi lớn nhất là nàng sao tại sao có thể như vậy chỉ vì người khác nói hắn không có giáo dưỡng sao bạch vũ mộng nhíu mày có chút không hiểu mở miệng tính tình của ca ca thay đổi thất thường chúng ta cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì nhưng lần này sợ là sẽ xảy ra chuyện Dưỡng tuyết nghiêng lo lắng mở miệng, cũng không tính đuổi theo, nàng biết hiện tại ca ca nhất định không muốn gặp nàng. Không thể nào, đúng là người quá dị. Mộ túy tình ngửa mặt lên trời thở dài, đột nhiên nàng thấy hối hận, sao nàng lại nói nhiều như vậy chứ, nếu không nói câu nói đó thì không phải sẽ tốt hơn rồi sao? Dưỡng tuyết nghiêng lắc đầu, chuyện ngay cả phụ thân cũng làm không được thì nàng cũng không biết nên làm thế nào. Được rồi, vẫn nên ra ngoài xem thử đi không thể để cho hắn như vậy được bạch vũ mộng mở miệng hắn là biểu ca của mình nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn mê muội bọn họ chia nhau ra tìm ngay cả bạch vũ mộng cũng đi ra ngoài tìm tìm một lúc lâu vẫn không thấy một lúc lâu sau mộ túy tình đói bụng sắp sửa bỏ cuộc thì lại tìm được hắn trong một sơn động hẻo lánh này dưỡng minh hy cuối cùng ta cũng tìm được ngươi ai nha ngươi mau trở về cùng ta mọi người đều rất lo lắng cho ngươi mộ túy tình thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Thấy hắn giống như đang ngủ, không hề muốn mở miệng, mộ túy tình đẩy đẩy hắn, ôi, ta xin lỗi còn không được sao, ngươi đừng nóng giận nữa, mau trở về đi, Vũ Nhi mang thai mà còn phải ra ngoài tìm ngươi. Rốt cuộc hắn cũng cử động, khàn giọng nói giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy, nói với nàng không cần tìm ta nữa, chừng nào muốn ta sẽ tự trở về. Ta nói này, sao ngươi nói mà không suy nghĩ vậy, ngay người ngồi ở đây tốt lắm sao ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này mộ túy tình khinh thường mở miệng dưỡng minh hy đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ túy tình cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy dưỡng minh hy như vậy mộ túy tình nhảy dựng lên chưa kịp phản ứng lại thì dưỡng minh hy đã sớm nhắm mắt lại rồi thật là ngươi không đi thì thôi ta đi đây ai mà thèm quan tâm ngươi nếu không phải do Vũ Nhi nói ra ngoài tìm ngươi thì ta cũng không thèm đi tìm đâu. Mộ túy tình vỗ váy, xoay người rời đi. Sau khi mộ túy tình rời khỏi không lâu thì Bạch Vũ Mộng đi ra từ một chỗ khuất nhìn Dũng Minh Hy, thở dài, được rồi, nàng đã đi rồi. Dũng Minh Hy chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn nữ tử cơ trí trước mắt, cười bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý đứng lên. Thế nào, vẫn không muốn về cùng ta sao? Bạch Vũ Mộng cũng cười, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống nhìn bầu trời không muốn trở về dũng minh hy cười nhưng ý cười cũng lập tức phai nhạt đi vũ nhi ngươi mau trở về đi đừng để bị cảm lạnh như vậy không tốt cho đứa nhỏ ngươi còn biết vậy sao vậy sao ngươi lại tùy hứng gạt chúng ta như vậy ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa bạch vũ mộng có chút buồn bực mở miệng nhưng trong mắt lại đầy ý cười quả nhiên bị ngươi phát hiện thật ra ta vốn không muốn làm vậy đâu, nhưng bỗng nhiên làm trong vô thức thôi, nhưng ngồi một mình như vậy cũng rất tốt, chỉ là đói bụng quá. Dưỡng Minh Hy nói xong thì sờ bụng. Ngươi còn biết đói sao, ta cho rằng ít nhất ngươi cũng ăn gì đó trước rồi, không ngờ lại diễn nghiêm túc như vậy. Bạch Vũ Mộng nhếch khóe miệng. Đó là do ta chuyên nghiệp, nhưng mà sao ngươi lại phát hiện được ta giả bộ? Dưỡng Minh Hy rối rắm kéo tóc, lập tức nghi hoặc mở miệng rất dễ dàng mà nghĩ lại tính tình ngày thường của ngươi ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng chỉ sợ là ngươi vốn dĩ cũng không bị thôi miên mà là do ngươi diễn tốt lừa được mọi người lúc đó ta cảm thấy bọn họ rất nhàm chán sau đó liền đùa với bọn họ một chút nhưng không ngờ chuyện ly kỳ như vậy mà bọn họ cũng tin nhiều ngày không ăn không uống mà ta còn có thể sống sót trở về sao dưỡng minh hy nói rất thờ ơ nếu không thì hãy nói cho ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì Bạch Vũ Mộng nhìn chầm chầm Dũng Minh Hy như đã nhìn thấu mọi chuyện, tò mò mở miệng. Vũ Nhi, ngươi thật quá kỳ lạ. Dũng Minh Hy biểu môi, nhưng vẫn mở miệng nói, lúc đó tâm trạng ta không tốt nên tùy ý đi dạo, không ngờ lại vô tình đi đến một nơi. Dũng Minh Hy có chút cảm thán, nói đến cái nơi đó và đoạn chuyện xưa của hắn thì thật sự có cảm giác nhớ nhung. Bạch Vũ Mộng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Dũng Minh Hy nói, từng, nói như thế nào đây, nơi đó rất xinh đẹp rất to lớn khi đó ta còn nhỏ nên không biết đó là đâu nhưng cũng mơ hồ đoán ra được ở nơi đó mới đầu không có ai sau này có một người mặc áo màu vàng xuất hiện bây giờ ta đã biết người đó chính là hoàng đế nhưng ta không biết đó là nước nào mà chỉ biết nam nhân đó rất tôn quý lúc đó ta không hề ra khỏi bồng lai đảo cho nên cũng không biết quá nhiều chuyện ở bên ngoài nhìn thấy nam tử đó ta gọi một tiếng cậu Ta còn nhớ rõ là khi hắn nhìn thấy ta kinh ngạc gọi hắn như vậy thì trong mắt cũng đầy vẻ vui sướng. Có lẽ là do lúc nhỏ ta dễ nhìn nên hắn không có xử phạt ta vì dám đi vào chỗ của hắn, ngược lại còn dẫn ta ra ngoài. Dưỡng Minh Hy nói tới đây, còn không quên khen bản thân vài câu. Bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ rất cung kính với nam nhân đó, ta dần dần hiểu ra, quyền thế của hắn cũng giống với phụ thân. Hắn đối xử với ta rất tốt, giống như phụ thân đối xử với con của mình vậy hắn dịu dàng dễ gần lâu lâu còn nghiêm khắc nhưng vẫn có sự quan tâm trong đó đến bây giờ ta còn nhớ rất rõ ràng hắn không hề phòng bị vì lai lịch của ta không rõ hắn dạy ta rất nhiều thứ dạy ta đối nhân xử thế thậm chí còn cho ta đứng bên cạnh lúc hắn phê duyệt tấu chương trước mặt mọi người thì nói ta là con nuôi của hắn để cho tất cả phải cung kính với ta ta cũng có thể thân thiết gọi hắn là cha nuôi thậm chí có thể ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược hắn không quan tâm mọi người phản đối mà vẫn rất chiều ta lúc đó ta không biết nhưng bây giờ thì biết rồi hắn nhận một người xa lạ làm con nuôi là chuyện đáng kinh sợ cỡ nào hắn là hoàng đế thì sao có thể thân cận với một người không rõ lai lịch như ta nhưng mà dù thế nào thì hắn vẫn rất chiều chuộng ta ta không biết vì sao có lẽ là vì con cháu nối dòng của hắn quá ít hoặc cũng có lẽ là chúng ta có duyên trong mấy ngày đó cuộc sống của ta rất nhàn nhã. Dưỡng Minh Hy thu lại vẻ nhớ nhung. Ta cảm thấy ngươi còn chưa kể hết. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, nhìn người đã từng nhận hết ân sủng của một đế vương. Bị ngươi đoán trúng rồi. Dưỡng Minh Hy cũng cười, tiếp tục mở miệng, vài ngày sau, ta nhìn thấy một bé gái mặt mũi non nớt, nàng thật sự rất đáng yêu, nàng luôn đuổi theo sau ngọt ngào gọi ta là ca ca. Khi đó, tình cảm giữa chúng ta tốt đến mức khiến người khác phải hâm mộ, cho dù ta không phải là ca ca ruột của nàng nhưng nàng vẫn dính chặt lấy ta cha nuôi cũng rất vui mừng đó là công chúa hắn thương yêu nhất cha nuôi nói với ta nàng tên là điềm điềm đây là nhũ danh của nàng đứa nhỏ này mang đến cảm giác ấm áp giống như áo bông nhỏ vậy mẫu thân à hoàng hậu nhưng khi hạ sinh nàng không lâu thì liền qua đời cho nên điềm điềm luôn thích dính chặt lấy cha nuôi và ta tối nào nàng cũng muốn cùng ngủ với ta lúc đó cha nuôi còn nói đùa là khi nào trưởng thành sẽ gả nàng cho ta Nói xong Dũng Minh Hy liền nở nụ cười, sự nhớ nhung trong mắt cũng động lại một lúc lâu không biến mất. Nhưng mà tiệc vui mau tàn, có một ngày, cha nuôi nghiêm túc nói với ta, nơi này sẽ có một trận bạo động xảy ra, vì sự an toàn của ta, hắn chỉ có thể phái người đưa ta đến một nơi khác. Lúc đó ta khóc không chịu đi, cha nuôi cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng rắn hạ quyết tâm, ra lệnh cho thuộc hạ ôm ta đi, hắn nói hắn không thể nhìn thấy ta xảy ra chuyện, Hắn nói chỉ có trở lại chỗ vốn thuộc về ta thì mới là an toàn nhất. Lúc đó Điềm Điềm cũng đến, nàng khóc lóc la hét để cha nuôi không đưa ta đi, nàng nói: "Ca ca, ca ca đừng bỏ rơi Điềm Điềm, Điềm Điềm sẽ nghe lời, ca ca đừng rời khỏi Điềm Điềm." Ta biết cha nuôi là vì muốn tốt cho ta, lúc đó ta cũng đã được phụ thân dạy dỗ nên cũng có hiểu biết được vài chuyện, ta hỏi cha nuôi vì sao không để cho Điềm Điềm đi cùng ta, nàng cũng rất nguy hiểm, không phải sao? mà cha nuôi chỉ đau khổ nhắm hai mắt lại hắn nói đây là số mệnh mà một công chúa phải nhận nàng không thể trốn tránh người hoàng thất từ nhỏ đã không có đường lui mà ta vốn không phải người hoàng thất nên không nhất thiết phải nhận tai họa này ta nên sống không lo không nghĩ là hắn kéo ta vào vòng xoáy của hoàng thất hắn nói hắn không thể ích kỷ như vậy đến hôm nay ta vẫn không thể quên được khuôn mặt của điềm điềm nàng khóc đuổi theo đám ám vệ mang ta đi ta nhìn thấy nàng vấp ngã bàn tay nhỏ cũng chảy máu nhưng nàng vẫn mạnh mẽ đứng lên kêu ta đừng đi. Ta thật sự không nhịn được nữa, đẩy ám vệ ra, chạy đến trước mặt nàng, ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào người, nói với nàng là ca ca sẽ trở về thăm muội, muội nhất định phải sống cho tốt, sống thật vui vẻ, để sau này ca ca có thể nhìn thấy một điềm điềm khỏe mạnh, xinh xắn, sau đó, ca ca sẽ cưới điềm điềm. Ta nhớ lúc đó điềm điềm cười rất vui vẻ, đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, nó luôn khắc sâu vào đầu của ta, nhiều năm trôi qua đến tận bây giờ cũng không hề biến mất dưỡng minh hy đã nói xong lời hắn muốn nói mắt cũng đã ương ước không biết đứa bé trong trí lúc này thế nào rồi bạch vũ mộng giật giật cơ thể cứng ngắc lập tức mở miệng ngươi chưa hề nghĩ tới việc đi tìm nàng sao đương nhiên sao lại chưa hề nghĩ tới được lúc đó ta vừa về nhà đã nghĩ hết mọi biện pháp để tìm bọn họ sau đó có thể giúp bọn họ nhưng bọn họ giống như biến mất khỏi thế gian vậy ta biết đó là vì cha nuôi muốn bảo vệ ta cho nên ta hoàn toàn không biết gì về bọn họ cả mấy năm nay ta đi khắp đại lục nhưng vẫn không thể tìm được bọn họ ta không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì giống như là đã hoàn toàn biến mất nhưng mà ta biết cảm xúc chân thật như vậy nhất định không phải là một giấc mộng nếu bọn họ cố tình che giấu thì tìm không thấy cũng là bình thường nhưng mà đã qua rất lâu rồi cảnh còn người mất ngươi muốn tìm bọn họ thế nào đây bạch vũ mộng cảm thán mở miệng lúc trước ta có để lại một miếng ngọc bội cho điềm điềm chỉ hy vọng nếu nàng còn sống sẽ có một ngày ta tìm được nàng thực hiện lời hứa lúc trước nhưng nếu nàng đã có người yêu có một cuộc sống hạnh phúc thì ta cũng sẽ chúc phúc cho nàng mắt dũng minh hy dần dần trở nên lạnh lẽo có một ngày ngươi nhất định sẽ tìm được bọn họ bạch vũ mộng cổ vũ nàng thật không ngờ lúc trước dũng minh hy đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi hắn trở về đã vội vàng đi tìm cha nuôi cho nên mới có nhiều biểu hiện khiến người khác hiểu lầm như vậy. Nhưng mà hôm nay nàng có thể trở thành người đầu tiên biết đoạn chuyện xưa này, nàng cảm thấy thật may mắn, nó giống như một câu chuyện cổ mà người sống trong thời đại đó viết lại vậy. Được rồi, đã kể chuyện xong, chúng ta cũng cần phải trở về, bắt ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, nếu Lam Hạo Thần mà biết thì không phải ta sẽ bị giết sao, vẫn nhanh chóng trở về thôi. Dưỡng Minh Hy đứng lên, sửa lại quần áo, không người đỡ bạch vũ mộng đúng vậy, cũng nên trở về rồi. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần, rốt cuộc chàng đang ở đâu, tuy rằng hiện tại không đau khổ như lúc trước nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn, thần, chàng có nghe ta nói không, chàng nhanh trở về được không? Trở lại khách điếm, tất cả mọi người đã ngồi chờ sẵn, nhìn thấy Dũng Minh Hy về với Bạch Vũ Mộng thì đều thở dài nhẹ nhõm, vẫn là Vũ Nhi có cách. Rốt cuộc ngươi đã trở lại, ai da, ngươi thật sự là đại Phật tôn quý khó mời mà, còn phải khiến Vũ Nhi nhọc lòng nữa. Mộ túy tình vẫn nhịn không được châm chọc vài câu. Dưỡng Minh Hy không để ý đến nàng, nói vài câu với Bạch Vũ Mộng rồi liền đi lên lầu, hôm nay hắn nhớ lại nhiều chuyện, khơi gợi quá nhiều cảm xúc đè nén đã lâu, hiện tại hắn muốn yên tĩnh một chút. Mộ túy tình thấy Dưỡng Minh Hy không để ý đến mình, xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó nhìn thoáng qua mặt Bạch Vũ Mộng cũng rất âm u, hỏi, Vũ Nhi, sao vậy, không phải ngươi đã khuyên hắn trở về rồi sao? Không có việc gì, hắn có chút mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi trước, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Vũ Mộng An ủi nở nụ cười, bây giờ nàng còn nghĩ đến câu chuyện lúc nãy, đứa bé tên Điềm Điềm kia liệu có còn sống không? Dựa theo lời hắn nói, lúc trước chắc đã xảy ra một trận cung biến, nếu... Nàng không biết nếu thật sự như nàng suy nghĩ thì liệu Dũng Minh Hy có sụp đổ hay không, có lẽ hắn cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này rồi, nhưng vì không muốn từ bỏ thôi hắn chỉ muốn để lại cho mình một hy vọng sống thì ra tất cả mọi người đều không giống như vẻ bề ngoài mỗi người đều có một thế giới riêng của bản thân ở trong thế giới kia bọn họ chính là của chính mình không phải của bất cứ ai ngày hôm sau mọi người liền lên đường đến minh quốc thật ra lộ trình cũng không xa chỉ ba ngày là đến nơi dọc theo đường đi mộ túy tình cũng không có biểu hiện khẩn trương mà là nhàn nhạt đối mặt đi tới đô thành minh quốc bạch vũ mộng nhẹ nhàng cười nàng đã dẫn mộ túy tình đến đây nếu bách lý giật thanh biết thì nhất định là rất vui vẻ nhưng mà giữa bọn họ mọi người không dừng chân dọc đường mà đi thẳng đến cửa hoàng cung đã đến đây rồi thì cứ quan minh chính đại ở trong hoàng cung mộ túy tình vốn không muốn bại lộ quá nhanh nhưng lại vẫn đồng ý với bạch vũ mộng bạch vũ mộng biết hai người này nếu không để cho bọn họ chung đụng nói rõ mọi chuyện thì khúc mắt trong lòng bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi nếu như thế thì không bằng sớm cởi bỏ sẽ tốt hơn thị vệ gác cửa ngăn cản bọn họ lại bạch vũ mộng cũng không cảm thấy kinh ngạc vì bọn họ không nhận được ý chỉ nên không thể vào cung là nàng quá tự tin rồi nhưng mà đã đến đây rồi thì nhất định phải đi vào làm phiền các vị vào báo với hoàng thượng một tiếng nói có cố nhân tới thăm bạch vũ mộng khách sáo nói vài câu với thị vệ cố nhân ai tin chứ nhìn ngươi lớn bụng như vậy rồi sao không nghĩ chuyện gì thực tế một chút đi hoàng thượng là người các ngươi muốn gặp thì gặp sao thị vệ không kiên nhẫn đuổi người ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút đi lam giác phong buồn bực sao hắn dám nói tẩu tử như vậy hừ thật đúng là chán sống thế nào muốn đánh nhau sao nơi này là cửa hoàng cung nếu ngươi không muốn sống nữa thì có thể thử xem giọng điệu thị vệ rất đáng đánh đòn vậy ngươi thử ra tay coi xem thử đến lúc đó ai mới là người gặp chuyện lam giác phong nổi giận giọng điệu cũng không được tốt lắm được rồi phong dù sao nơi này cũng là hoàng cung minh quốc không nên quá kiêu ngạo có nói tiếp với đám thị vệ mắt chó này cũng bằng thừa chúng ta đi trước thôi bạch vũ mộng nhàn nhạt mở miệng ngươi nói ai mắt chó thấp hèn ngươi nói rõ ràng cho ta nếu hôm nay các ngươi không nói rõ ràng ta sẽ định tội tự tiện xông vào hoàng cung cho các ngươi a à, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, ngươi cứ tùy ý. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, sao đi đến đâu cũng có vài người thích khoe khoang vậy. Sao lại cãi nhau, nơi này là hoàng cung, ai không biết còn tưởng là cái chợ. Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên, thị vệ lập tức chạy tới nịnh nọt. Ngọc Liên tỷ tỷ là do đám người này nói muốn vào hoàng cung, cũng không chịu nhìn xem đây là đâu, là nơi bọn họ nói vào thì có thể vào sao tên thị vệ nhanh chóng chạy tới cổ kiệu của nữ nhân tên ngọc liên để báo cáo một cánh tay mềm mại vươn ra phía sau tấm màn che móng tay cũng được sơn đỏ chót bạch vũ mộng nhíu mày còn chưa đi vào mà đã gặp được một nhân vật quan trọng rồi nhìn bộ dáng thị vệ thì có lẽ nàng ta rất được sủng ái là ai mà dám nói là cố nhân của hoàng thượng giọng nói của nữ tử rất kiều mị mộ túy tình nghe thấy lại run rẩy này ngươi không sao chứ Dưỡng Minh Hy đỡ nàng, hắn đứng ở bên cạnh nàng cho nên có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn liền biết ngay nàng quen người này. Cảm ơn. Mặt mộ túy tình trắng bệch, co giật khóe miệng, dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng sẽ không lùi bước, nghĩ vậy, thầm hít một hơi rồi đứng thẳng lưng. Các ngươi còn không mau quỳ gối với mẫn quý phi. Thị vệ a du hô lên, bạch vũ mộng nhíu mày, tất nhiên nàng sẽ không quỳ xuống, thân phận của mẫn quý phi không đủ để cho bọn họ quỳ, huống chi nàng không bao giờ quỳ trước mặt ai. Chúng ta chỉ muốn gặp hoàng thượng một chút. Bạch Vũ Mộng lớn tiếng, giọng nói đã có chút không kiên nhẫn, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng người trong góc xó âm thầm rời đi, nhếch môi lên, thì ra vẫn còn có người thông minh. Bách Lý giật Thanh đang lâm triều mới nói được nửa câu thì đã bị thái giám vội vàng chạy vào từ bên ngoài ngắt ngang, nhất thời không vui nhăn mày lại, có chuyện gì không? Tiểu thái giám run rẩy quỳ xuống, hoàng thượng, bên ngoài có một đám người muốn vào hoàng cung nói là cố nhân của hoàng thượng tiểu thái giám khẩn trương nói lại mọi chuyện hắn rất hiếm khi gặp hoàng thượng nên hôm nay mới đổ mồ hôi sợ hãi cố nhân bách lý giật thanh hơi kích động đứng lên vội vàng mở miệng hỏi có phải trong đó có một nữ tử mang thai không tiểu thái giám suy nghĩ một chút hình như có thật vì thế mở miệng nói đúng là có người này nói xong liền cúi đầu không dám ngẩng đầu nữa thật sự là bọn họ bọn họ thật sự đến đây còn không mau đi mời bách lý giật thanh rất kích động văn võ bá quan đều rất kinh ngạc rất ít chuyện có thể khiến hoàng thượng kích động như vậy rốt cuộc bên ngoài là ai nhưng tiểu thái dám khó xử mở miệng đến khi nhìn thấy sắc mặt bách lý giật thanh lạnh đi thì mới mở miệng bọn họ gặp phải mẫn quý phi mẫn quý phi trong mắt bách lý giật thanh hiện lên một chút sát khí nhưng lại lập tức che giấu đi bãi giá phất ống tay áo bỏ đi đầu tiên chúng đại thần rất ngạc nhiên nên đều ào ào đi theo muốn nhìn xem thử rốt cuộc đó là ai mà lại được hoàng thượng đãi ngộ như vậy đi đến cửa cung đã liền nhìn thấy mẫn quý phi đang nói gì đó trên mặt rõ ràng rất tức giận giọng nói cũng cao lên một chút ngọc liên cao ngạo chỉ huy còn không mau quỳ xuống tiện nhân không hiểu quy củ ngươi nói ai là tiện nhân giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau Ngọc Liên sửng sốt một chút rồi mới nhận ra người đó là hoàng thượng, lập tức quỳ xuống, trung rẩy cả người không dám nói tiếng nào. Hoàng thượng, ngươi xem bọn họ đi, nói là muốn tới gặp người, nhưng ta thấy cũng chỉ là bọn lừa đảo, thấy ta mà dám không quỳ. Giọng điệu làm nũng của sở Ngọc Mẫn vang lên, khiến mọi người đều nổi da gà. Hừ, ngươi không ở trong cung điện của mình đi, chạy tới đây làm cái gì? Bách Lý giật thanh phất ống tay áo, xoay người đi đến chỗ Bạch Vũ Mộng thật có lỗi thủ hạ làm càng quá mức ta sẽ xử lý bách lý giật thanh lại chắp tay xin lỗi bạch vũ mộng điều này khiến mọi người kinh ngạc không sao nơi nào mà không có mấy con sâu mọt bạch vũ mộng thờ ơ cười nhưng mắt lại nhìn chằm chằm mẫn quý phi ta đã làm xong chuyện mình có thể làm nhưng mà không ngờ lần đầu đến hoàng cung minh quốc lại nhận được phần lễ gặp mặt đặc biệt thật người đâu mẫn quý phi mạo phạm quý nhân giam cầm một tháng bách lý giật thanh vô tình mở miệng sở tướng đứng phía sau đang muốn mở miệng nhưng vì không biết rõ tình hình lúc nãy nên cũng không dám vội vàng tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta mỗi một người trong số bọn họ đều là khách quý của trẫm nếu ai dám mạo phạm thì kết cục sẽ giống như bọn họ bách lý giật thanh vừa mới dứt lời thì thị vệ vừa rồi kiêu ngạo đã mất đầu cảnh tượng này khiến nhiều người ngây người đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì bách lý giật thanh đã tự mình dẫn đám người bạch vũ mộng đi về cung điện của mình dọc theo đường đi dưỡng minh hy đều cau mày vì sao nơi này lại quen thuộc đến vậy nhưng mà hắn lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu đi đến một tòa cung điện để bọn họ đi vào từ lúc ở cửa cung bách lý giật thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mộ túy tình nhưng mà mộ túy tình thì tỏ vẻ như không thấy bạch vũ mộng không biết nên nói gì nàng cũng phát hiện dũng Minh hy không được bình thường nhưng mà nơi này là hoàng cung chung quy vẫn có nhiều chuyện không nên nói lúc nãy vừa vào đã gây ra kinh động lớn như vậy chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu bạch vũ mộng thở dài lúc đi ngang qua bách lý giật thanh thì nhẹ nhàng nói một câu ta cũng chỉ có thể làm được tới đây thôi bây giờ nàng đối với ngươi chỉ có hận ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi bách lý giật thanh cười chua sót nhưng cũng không nói gì thêm việc đã như vậy thì hắn cũng không tính nói ra chuyện đó cứ để cho tất cả những chuyện đó đi theo hắn vào hoàng lăng đi quả nhiên bách lý giật thanh đi không được bao lâu thì mẫn quý phi vừa rồi gặp ở cửa cung đã dẫn một đám người hùng hổ đi tới vũ thần điện của đám người bạch vũ mộng lúc bạch vũ mộng nghe thấy hạ nhân báo thì hơi nhíu mày nhưng cũng không đáp lại mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình hừ các ngươi thật lớn mật sao thấy quý phi mà không quỳ ngọc liên cao ngạo ngẩng đầu kinh thường nhìn đám người bạch vũ mộng. Nếu ta nhớ không lầm thì vừa rồi hoàng thượng đã nói sau này chúng ta là khách quý của hắn, ngươi là cái thá gì? Dưỡng tuyết nghi nhiên nhịn không được mở miệng phản bác. Các ngươi có thái độ, dù có là khách quý thì chỗ này vẫn là hoàng cung, không phải là nơi mà chó mèo đều có thể vào, đã vào hoàng cung thì phải tuân theo quy củ. Mẫn quý phi nhíu mày, ung dung, quý phái mở miệng. Sao? Quy củ, sao ta nhớ là vừa rồi hoàng thượng đã nói quý phi ngươi bị giam tầm một tháng mộ túy tình không tính trốn tránh nữa lạnh lùng mở miệng sở ngọc mẫn nheo mắt lại đánh giá mộ túy tình cẩn thận thật lâu sau mới nói mộ túy tình một tiếng kinh ngạc vang lên thế nào nhận ra rồi sao mộ túy tình hào phóng đứng đó tùy ý để nàng đánh giá đã quyết định đối mặt thì nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã từng làm tổn thương nàng ngươi vẫn còn chưa chết. sở ngọc mẫn thốt ra, lập tức ý thức được mình đang nói cái gì, vội vàng che miệng, sắc mặt thay đổi mấy lần. được rồi, không cần đóng kịch, giữa ngươi và ta không cần phải giả bộ, ta hiểu rất rõ bộ mặt thật của ngươi. mộ túy tình chế nhạo nhếch khóe môi. mộ túy tình, ngươi còn về làm gì? ngươi nhìn đi, hiện tại cuộc sống của ta hơn ngươi, ta đã là quý phi, mà ngươi chỉ là bình dân đê tiện sở ngọc mẫn nói xong nhẹ nhàng nở nụ cười bình dân đê tiện sao từ này thật hay nhưng mà ta thấy ta làm bình dân đê tiện còn tốt hơn quý phi cao quý như ngươi giọng điệu mộ túy tình đầy vẻ chế nhạo không đợi sở ngọc mẫn mở miệng mộ túy tình đã nhàn nhạt nói đúng rồi quên nói cho ngươi biết lần này ta trở về là do hoàng thượng tự mình đến mời ta sở ngọc mẫn nghe vậy thì sắc mặt trắng mệt hẳn đi nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng cao quý thì sao, mộ túy tình, ngươi vẫn còn đấu không lại ta, ta chiếm được hắn, mà ngươi thì không có gì cả. Phải không, vậy ngươi cũng nên biết người mà ngươi coi là bảo bối, đối với ta thật đáng kinh. Mộ túy tình nói xong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bách lý giật thanh suy sụp đứng ở cửa. Vừa rồi có hạ nhân báo với hắn là mẫn quý phi đến vũ thần điện nên hắn đã mọi chính vụ chỉ vì không muốn nàng chịu uất ức, ức, nhưng mà lại đúng lúc nghe được câu nói này. Bạch vũ mộng nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó cứu vãn tình nhi được rồi dù sao chúng ta cũng là khách không nên so đo với mẫn quý phi mộ túy tình há miệng thở dốc hình như còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy bách lý giật thanh ảm đạm thì lại bỗng nhiên không nói được nữa sở ngọc mẫn cũng thấy bách lý giật thanh lập tức cười mở miệng xem ta này sao lại chậm chạp không đón tiếp khách như vậy tình nhi muội muội đã trở về nhất định thấy lạ lẫm với nơi này ngày khác ta tự mình dẫn các ngươi đi dạo không cần mộ túy tình lạnh lùng mở miệng lập tức xoay người đi nàng không muốn tiếp tục đứng đây nữa nàng vẫn không muốn đối mặt với nam nhân này nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy trông cứ như nàng mới là người nhẫn tâm vứt bỏ hắn nhưng sự thật chứng minh hắn mới là người nên bị oán trách mẫn quý phi sao ngươi lại đến đây không phải trẫm nói ngươi bị giam cầm một tháng sau chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh trẫm bách lý giật thanh đè nén cảm xúc khôi phục lại cảm xúc hoàng thượng thứ tội nô tỳ nghe nói khách ở đây sợ bọn hạ nhân không chu toàn nên mới tự mình đến xem sở ngọc mẫn vội vàng quỳ xuống sắc mặt bách lý giật thanh dịu đi một chút một khi đã như vậy nhìn cũng đã nhìn rồi thì nhanh chóng trở về đi trong vòng một tháng không cho phép ra ngoài bách lý giật thanh nói rất vô tình nếu không phải nàng ta còn có tác dụng thì nhất định hắn đã giết nàng rồi dạ sở ngọc mẫn cắn răng lui ra tay nắm chặt khăn nàng cho rằng hoàng thượng sẽ giảm bớt hình phạt, nhưng không ngờ lại không thay đổi. Các vị, thật có lỗi, nàng không sao chứ. Bách Lý Giật Thanh gật đầu, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, muốn hỏi một chút để an tâm. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, thứ không thuộc về ngươi thì vẫn không nên níu kéo, tất cả nên để thuận theo tự nhiên đi. Sắc mặt Bách Lý Giật Thanh ảm đạm đi một chút, một lát sau mới điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn theo hướng mộ túy tình rời đi, ngươi nói đúng, Đợi khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi hết thì Bạch Vũ Mộng gặp riêng Dũng Minh Hy, nói đi, sao lại không yên lòng? Dũng Minh Hy miếm môi, suy tư một lúc rồi mới mở miệng, vì sao ta cảm thấy nơi này có một cảm giác quen thuộc, giống như là ta đã từng ở đây một thời gian rồi. Người đi du lịch khắp thiên hạ, không chừng đã từng tới Hoàng cung Minh Quốc rồi, có gì mà lại nghi ngờ? Bạch Vũ Mộng suy tư rồi mới mở miệng nói. Không đúng. Nếu là như vậy thì nhất định sẽ không có cảm giác quen thuộc mạnh đến thế nơi này. Đợi chút. Dưỡng Minh Hy đột nhiên mở to hai mắt. Vũ Nhi, ngươi theo ta đến một chỗ. Dưỡng Minh Hy nói xong liền đứng lên, sau đó đi ra ngoài, Bạch Vũ Mộng dừng một chút, cũng đi theo hắn. Hai người tới một con đường nhỏ rải đá, Bạch Vũ Mộng càng nhíu mi chặt hơn, sao nàng lại cảm thấy Dưỡng Minh Hy rất quen thuộc với nơi này, sao có thể thông thạo như vậy? Bởi vì chuyện ở cửa cung đã sớm lưu truyền cho nên không có ai dám ngăn cản bọn họ, hai người đi cũng rất thông thuận. Đi vào bên trong là một bụi hoa linh lan rất đẹp, còn có những bông hoa khác cũng rất lớn, Dưỡng Minh Hy đột nhiên nở nụ cười, trong mắt có chút nhớ nhung. Bạch Vũ Mộng như nghĩ ra cái gì đó, nhưng không có mở miệng, mà chỉ nhìn Dưỡng Minh Hy, chờ hắn mở miệng. Dưỡng Minh Hy nở nụ cười, một lúc sau mới mở miệng, không sai, chính là nơi này, đây là hoa ta và điềm điềm cùng nhau trồng không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn sống rất tốt chẳng lẽ năm đó ngươi đã ở đây bạch vũ mộng nhíu mày vốn dĩ lúc đó ta còn chưa dám chắc nhưng bây giờ ta đã xác định rồi nhất định không sai tìm nhiều năm như vậy rốt cục cũng tìm được ta tự nhận là mình đã đi khắp đại giang nam bắc nhưng cho tới bây giờ mới thật sự tìm được thật sự chính là nơi này sao nhưng mà người lúc trước bạch vũ mộng cũng thở dài mở miệng thì ra nơi lúc trước hắn đến chính là chỗ này tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được ở đây vẫn có những thứ quen thuộc nhưng mà không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không bạch vũ mộng hơi miếng môi không mở miệng nàng cũng không biết phải nói cái gì nàng biết cảm giác khi hy vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao mặc kệ có thể tìm được không chung quy vẫn là một khởi đầu tốt có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại Bạch Vũ Mộng An ủi mở miệng. Ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa. Dưỡng Minh Hy thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứa kỷ niệm của hắn. Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn bôn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mộ túy tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy bạch vũ mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt nàng cười mở miệng thế nào rốt cục đã trở lại có quen chưa ừ vẫn là cảm giác này thật ra cũng không sao cả ta vẫn có thể chấp nhận mộ túy tình cười rất thoải mái ừ vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không hay là thật sự muốn bạch vũ mộng không nói thêm gì nữa bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của mộ túy tình nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi thù này ta nhất định sẽ báo Mộ túy tình nói chắc nịch, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt thở dài, hy vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay. Mắt mộ túy tình lóe sáng, miếng môi, không mở miệng nói nữa, nàng biết ý của Vũ Nhi, nàng cũng biết Vũ Nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng. Giữa trưa, đám người Bạch Vũ Mộng cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, thật vất vả mới đến được đây, sao có thể không đi dạo được, huống chi bọn họ còn có mục đích riêng. Vũ Nhi, ngươi nói xem con nuôi của ta khi nào mới ra đời đây. Mộ túy tình khôi phục lại thái độ bất cần đời như trước, nhìn chầm chầm vùng bụng lớn của Bạch Vũ Mộng. Còn lâu, Bạch Vũ Mộng hơi cảm thán vuốt bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp thần, thần, chàng thật sự không cần ta nữa sao? Muốn thì tự sinh đi, đừng có dòng ngó cháu ngoại của ta. Dưỡng Minh Hy kiêu ngạo ngẩng đầu, lườm mộ túy tình một cái, mở miệng. Ngươi đắc ý cái gì, Ta là mẹ nuôi, còn ngươi chỉ là cậu, con nuôi của ta đương nhiên phải thân thiết với ta. Mộ túy tình không cam lòng phản bác. Dũng Minh Hy còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy một đám anh oanh yến yến đi tới, bạch vũ mộng khó chịu che mũi, ngăn chặn mùi son phấn. Mà bọn họ cũng thấy có người ở đằng này, có một nữ nhân nhỏ tuổi kiêu ngạo đi lên phía trước, các ngươi là ai, sao lại đi lung tung ở đây? Bánh Nhi, mấy vị này là khách quý của Hoàng thượng, chớ đắc tội nữ tử dẫn đầu đoan trang đi lên gật đầu với bạch vũ mộng nữ tử tên oánh nhi không cam lòng chà chà chân im lặng đứng ở phía sau mặt hàng trần đi đến sau lưng bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng đây là đức phi địa vị gần với mẫn quý phi hôm qua hắn cũng đã điều tra được đa số người trong cung điều này có lợi cho bọn họ lúc làm việc bạch vũ mộng tán thưởng gật đầu sau đó nhìn về phía đức phi trông rất đoan trang nhưng không biết là có xứng với chữ đức này không vị phu nhân này thật xin lỗi quánh nhi không hiểu chuyện thất lễ với các ngươi hy vọng các ngươi không để bụng đức phi dịu dàng mở miệng không sao bạch vũ mộng lễ phép cười nhạt nhưng trong mắt lại không hề có ý cười nàng luôn yên lặng đánh giá đức phi các vị cũng đến dạo ngự hoa viên không bằng chúng ta cùng đi đi cũng có người làm bạn đức phi lại mở miệng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước bạch vũ mộng nhíu mày không nhìn ra được tâm tư của đức phi bạch vũ mộng suy nghĩ rồi gật đầu nhìn thoáng qua mọi người phía sau mắt cũng ra hiệu cho bọn họ sau đó tỏ vẻ không có việc gì đi về phía trước vị phu nhân này đúng là quốc sắc thiên hương chúng ta đều cảm thấy xấu hổ phía sau có một vị phi tần cười duyên mở miệng bạch vũ mộng vẫn im lặng không nói gì như cũ chỉ cười cười vũ nhi ngươi không để ý ta gọi ngươi như vậy chứ đức phi lại mở miệng bạch vũ mộng nhíu mày bọn họ cũng không thân thiết gì nhưng cũng chỉ là một cách xưng hô thôi cũng không cần để ý nhiều như vậy bạch vũ mộng nhẹ nhàng lắc đầu đức phi thấy vậy lại cười vũ nhi nghe nói các ngươi và hoàng thượng là bạn tốt hoàng thượng còn vì các ngươi mà giam cầm mẫn quý phi bạch vũ mộng nhìn thấy ý thăm dò trong mắt đức phi nhẹ nhàng cười quả nhiên nữ nhân trong cung không ai đơn giản nhưng mà không biết năng lực của đức phi và sự nhanh nhạy của mẫn quý phi ai sẽ mạnh hơn ai đây đức phi thấy bạch vũ mộng không nói gì hình như cũng nhận thấy mình hỏi thẳng thắn quá vội vàng mở miệng vũ nhi ngươi đừng để ý ta cũng chỉ tò mò nên mới hỏi một chút thôi tất nhiên là sẽ không để ý bạch vũ mộng cười đầy hàm ý đức phi nhìn thấy nụ cười này thì lại cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu nhất thời không mở miệng nói chuyện nữa không khí đột nhiên có vẻ hơi kỳ lạ đến khi bọn họ đi đến một cái đình để hóng mát thì lúc này có người đi đến báo cáo với đức phi gì đó Đức Phi vừa nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi. Kính lực của Bạch Vũ Mộng rất tốt, huống hông võ công lại cao cường, cho nên chút âm thanh này không làm khó được nàng. Nghe được sơ sơ nội dung thì Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nếu Đức Phi có việc thì không cần đi cùng chúng ta. Thật sự xin lỗi, ta có chút chuyện, để các ngươi chê cười rồi, các vị cứ tiếp tục ngồi chơi, tạm thời ta không thể phụng bồi được. Đức Phi nói xong liền vội vàng rời đi. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng Dưỡng Tuyết Nghiên còn nhỏ, nhưng mà cái gì nên biết thì đều biết, so với một người lớn thì nàng cũng không hề kém cỏi. Trò hay bắt đầu rồi, chúng ta đi xem diễn thôi. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, mắt hiếp lại, nhìn theo hướng Đức Phi vừa rời đi. Mọi người đều khó hiểu nhìn theo, biết nhất định là có chuyện gì vui xảy ra, nên đều rất vui vẻ đi theo Bạch Vũ Mộng. Giả bộ vô tình đi đến trước một cung điện, nhìn thấy Đức Phi đang tức giận nói gì đó, Bạch Vũ Mộng hiếp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc đi qua đức phi nương nương đã xảy ra chuyện gì sao bạch vũ mộng rất hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt điều này khiến đức phi có chút lúng túng loại chuyện như vậy mà lại bị người ngoài biết vũ nhi sao các ngươi lại đi dạo đến đây đức phi rất kinh ngạc thoáng hoài nghi nhìn đám người bạch vũ mộng nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc à chúng ta tùy tiện đi dạo nghe thấy bên này như có chuyện xảy ra nên đi đến xem thử Bạch Vũ Mộng thờ ơ cười, giống như thật sự vô ý đi tới. Đức Phi nhìn cục diện trước mắt, thật sự không biết nói gì với Bạch Vũ Mộng, nhưng chuyện này sao có thể để người ngoài nhìn thấy chê cười được. Thấy Đức Phi do dự, Bạch Vũ Mộng giả làm người tốt mở miệng, nếu như không tiện thì Đức Phi nương nương không cần phải nói nữa. Lập tức tiếc núi lắc đầu. Đức Phi thấy Bạch Vũ Mộng không vui, nếu đắc tội nàng thì sợ là địa vị của mình cũng không được bảo đảm, ai cũng biết hoàng thượng dung túng đám người này thế nào. Không suy nghĩ nữa, đức phi bật cười, Vũ Nhi nói gì vậy, sao có thể không tiện chứ? Nói xong lại nhìn thoáng qua đám người phía sau mình, trong mắt có chút tức giận. Có cung phi và thị vệ tư thông, bị người ta phát hiện cho nên ta đang xử lý chuyện này. Đức phi nói đến đây thôi, không có nhiều lời nữa. Trong mắt Bạch Vũ mộng xẹt qua ý cười, thoáng kinh ngạc mở to hai mắt, sao lại có chuyện như vậy? không phải là do hoàng thượng không thỏa mãn các nàng chứ. Nhưng vế sau Bạch Vũ Mộng lại không nói ra, Dưỡng Tuyết Nghiên mở to đôi mắt nho nhỏ, giảo hoạt nở nụ cười, qua, tỷ tỷ chuyện như vậy nếu ta nhìn có bị đau mắt không? Bạch Vũ Mộng không mở miệng nói nữa, một nam một nữ bị thị vệ đè ở phía sau Đức Phi chậm rãi tỉnh lại, có chút mê man nhìn bốn phía, rốt cục nàng cũng phản ứng lại, kêu lên. Đức Phi cao mày, ra lệnh thị vệ bịt miệng của nàng lại, sau đó mới nghiêm túc mở miệng, Lâm Quý Nhân, ngươi còn gì muốn nói? Trong mắt Lâm Quý Nhân đầy sự hoảng sợ, bởi vì nàng đã đoán được tương lai của nàng rồi, nhất định sẽ là sống không bằng chết, điều trong cung kiên kỵ nhất chính là tư thông. Thấy nàng như có lời muốn nói, Đức Phi sai người kéo vải xuống, Lâm Quý Nhân không ngừng dập đầu, giống như không biết đau, Đức Phi nương nương tha mạng, nô tỳ không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là do tên nam nhân thối này mơ ước sắc đẹp của nô tỳ nên mới làm ra chuyện này là hắn đức phi nương nương tha mạng đức phi luôn cao mày lúc này nghe thấy lâm quý nhân nói như vậy thì nghiêng đầu về phía nam nhân bên cạnh nàng ngươi có gì để nói không nam tử đau đớn tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu qua một bên không nói gì thêm bạch vũ mộng nhíu mày lại là chuyện tình cảm hoàng thượng giá lâm đúng lúc này bách lý dật thanh nhận được tin tức chạy đến nơi vừa vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả mộ túy tình cũng ở đây, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Sự khinh thường và chế giễu trên mặt mộ túy tình khiến Bách Lý Dật Thanh đau đớn, Bách Lý Dật Thanh ép buộc bản thân không nhìn nàng nữa, lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt. Ngươi có biết hậu quả của việc tư thông không? Hoàng thượng, nô tỳ không có, hoàng thượng, xin hoàng thượng làm chủ. Lâm Quý Nhân đi đến bên chân Bách Lý Dật Thanh, khóc trống lên, một lớp quần áo trên người bị rơi xuống trên da nàng đầy những dấu hôn lớn nhỏ bách lý giật thanh chán ghét đá lâm quý nhân văn ra vô tình ra lệnh mang hai người này xuống đánh chết cho trẫm tiếng khóc của lâm quý nhân vang vọng mãi không tiêu tan bạch vũ mộng nhìn thoáng qua nam tử từ nãy đến giờ không nói một lời bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn thích người không nên thích hắn đã sớm nghĩ đến kết cục này chỉ đáng tiếc một người suy si tình như vậy lại thích một nữ nhân tư lợi không biết phút giây cuối cùng hắn có hối hận không bạch vũ mộng vốn cũng muốn cứu nam tử đó nhưng mà đó là do hắn lựa chọn nàng không có quyền can thiệp có lẽ xảy ra chuyện như vậy chết cũng là một loại giải thoát ít nhất không cần sống đau khổ vì phản bội bạch vũ mộng bỗng nhiên có chút cảm thán việc đời khó lường không ai biết sau này mình sẽ thích ai tựa như nàng và lam hạo thần thích chính là thích không có lý do nghĩ tới mộ túy tình và bách lý giật thanh trước cuộc Bạch Vũ Mộng nhịn không được nhớ mày, hậu cung này thật sự rất loạn, Bách Lý Giật Thanh như vậy, kêu mộ túy tình chấp nhận thế nào đây? Có vẻ Bách Lý Giật Thanh cũng nghĩ tới chuyện này, cuối cùng nhìn thoáng qua mộ túy tình, bước chân trầm trọng rời đi. Tình nhi Bạch Vũ Mộng đẩy đẩy mộ túy tình đang lâm vào trầm tư, có chút lo lắng mở miệng, nàng không biết đối với nàng Bách Lý Giật Thanh có ảnh hưởng lớn tới đâu. Vì, mấy năm nay hắn sống rất tự tại khoái hoạt. Mộ Túy tình cười một tiếng, xoay người bỏ đi không chút lưu luyến. Bạch Vũ Mộng há miệng thở dốc, lại nhìn thoáng qua ánh mắt nghiền ngẫm của đức phi, nhưng vẫn không có mở miệng, nói tạm biệt với đức phi rồi cùng mọi người trở về Vũ Thần Điện. Tới gần chiều tối, có tiểu thái giám đi tới Vũ Thần Điện truyền thánh chỉ của Bách Lý Dật Thanh, tối hôm nay có một yến hội nên mời bọn họ tham dự. Lúc bọn họ chuẩn bị xong đi đến nơi thì đức phi cũng đã đến, Vũ Nhi, không bằng chúng ta cùng đi đi được bạch vũ mộng không vui không buồn nhàn nhạt gật đầu nàng liếc mắt đã nhìn ra đến đức phi muốn dựa vào nàng để cho người khác nghĩ bọn họ có quan hệ tốt rồi khiến cho bách lý dật thanh để ý đến nàng chờ đám người bạch vũ mộng đến nơi thì mọi người đã đến gần như đông đủ bạch vũ mộng lạnh nhạt đi tới chỗ của mình ngồi xuống không có quỳ lạy hành lễ mọi người phía sau nàng cũng sẽ không hành lễ với bách lý dật thanh vốn dĩ là một đám người cao ngạo sao có thể hành lễ với người mà bọn họ ghét được các ngươi lớn mật, thấy hoàng thượng sao không hành lễ. Một đại thần ngày đó có mặt ở cửa cung đứng lên, mặt đầy nghiêm túc. Bạch Vũ Mộng nhớ lại tin tức mặt hàng trần báo lại cho nàng, lễ bộ thượng thư, trách không được lại coi trọng lễ tiết như vậy, nhưng mà thật sự chỉ vì lễ tiết thôi sao. Lui ra. Bách Lý Dật Thanh hét lên, lễ bộ thượng thư chỉ có thể ngượng ngùng lui ra, một lát sau Bách Lý Dật Thanh mới mở miệng, vị này là chiến vương Phi Lam Tường Quốc, còn có phong vương Lam Tường Quốc, bọn họ đến nước ta làm khách tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta nếu làm cho bọn họ không hài lòng cẩn thận đầu của các ngươi sau khi nói xong lời này mọi người phía dưới liền yên tĩnh không ai ngờ đến nữ nhân đầy tình thương của mẹ trước mắt này lại chính là chiến vương phi lam tường quốc trách không được ngay cả hoàng thượng cũng khách sáo với bọn họ lễ bộ thượng thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sao hắn lại đụng vào họng súng như vậy hy vọng chiến vương phi không nhớ rõ hắn nếu không hắn sẽ không chịu nổi sau đó không ai nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, yến hội tiến hành được một nửa, bên ngoài có vài vũ nữ xông vào, đeo mạng che mặt rồi vặn vẹo cơ thể. Bạch Vũ Mộng nhàm chán uống nước sôi, hiện tại ngay cả trà nàng cũng không muốn uống, bởi vì như vậy sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé của mình. Tẩu tử, ngươi nói khi nào chúng ta mới có thể đi dạo, ta đã nhàm chán muốn chết rồi. Lam Giác Phong oán trách, chờ đợi Bạch Vũ Mộng. Đúng rồi, Vũ tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem, lần trước chúng ta vội vàng tiến cung, không có chơi đùa cho đã, sao có thể lỡ mất cơ hội tuyệt vời này chứ? Hạ Tử Lăng cũng hưng phấn mở miệng. Hai người các ngươi chỉ biết chơi. Đường ức ảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rất chờ mong mở miệng, thật ra ta cũng muốn đi dạo, xem thử Minh Quốc và Lam Tường Quốc có gì khác nhau. Bạch Vũ Mộng cười, suy nghĩ rồi mới mở miệng, không bằng ngày mai chúng ta đi đi. Được. Dưỡng tuyết nghiêng kêu lên đầu tiên, khiến những người khác nhìn chăm chú dưỡng tuyết nghiêng xấu hổ ngồi xuống nhỏ giọng nói thầm một câu đột nhiên mấy cây quạt trong tay vũ nữ biến thành những cây kiếm sắc bén đâm về phía đám người bạch vũ mộng bạch vũ mộng nheo mắt lại nhanh chóng kéo dưỡng tuyết nghiêng bên cạnh lui ra sau người khác cũng lập tức đề phòng mặt hàng trần và dũng minh hy nhanh chóng đi đến trước mặt bạch vũ mộng che chắn nàng ở đằng sau nhưng đám vũ nữ không chịu bỏ cuộc mà liều mạng lao đến giống như vốn không quan tâm đến sinh tử Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày lại, không ngờ là tử sĩ. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Bạch Vũ Mộng có chút hoảng loạn thấp giọng kêu một tiếng, nhanh đi bảo vệ mấy người tình nhi, ta có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt. Vừa nói xong câu đó thì Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy một hình ảnh làm cho nàng đau khổ không chịu nổi, mộ túy tình đang chiến đấu với một tên tử sĩ, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một tử sĩ nữa. Không tốt, mục tiêu của bọn họ là tình nhi. Bạch Vũ Mộng thấp giọng kêu một tiếng, lập tức không chút do dự rút tuyết cẩm trong tay áo ra, đánh về phía trước. Ngăn cản một đòn công kích, những người đó lại không chịu bỏ cuộc mà vẫn đi về phía mộ túy tình như trước. Bạch Vũ Mộng nhăn chặt mày lại, nàng đã biết là ai sai khiến rồi. Ngự lâm quân của Hoàng gia không có chút tác dụng, đi lên cũng chỉ chịu chết nên đều đứng bên cạnh Bách Lý Giật Thanh để bảo vệ hắn. Bách Lý Giật Thanh cũng thấy được cảnh tượng này không hề do dự thi triển kinh công lao ra khỏi đám ngự lâm quân đến bên cạnh mộ túy tình che chở cho nàng. Mộ túy tình sững sờ nhìn bách lý giật thanh, tích tắc một giây đó đã cho tử sĩ có cơ hội, kiếm không chút do dự đâm tới mộ túy tình, khi nàng muốn phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi. Mộ túy tình không thấy đau như trong dự đoán, không dám tin nhìn nam nhân ngã trong vũng máu trước mắt, bách lý giật thanh thay nàng trắng một kiếm, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc bạch vũ mộng không chịu được nữa, dùng một phần chân khí bảo vệ đứa nhỏ trong bụng thi triển phượng múa cửu thiên kiếm của tử sĩ vốn không thể địch lại bạch vũ mộng nhìn thoáng nhau rồi cắn thuốc độc trong miệng tự sát bạch vũ mộng tái mặt phức tạp nhìn bách lý dật thanh vũ nhi ngươi không sao chứ dũng minh hy đỡ lấy bạch vũ mộng đang lung lay sắp đổ sao nàng có thể sử dụng phượng múa cửu thiên chứ thật sự không muốn sống nữa mà nếu đứa nhỏ mà xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ phải hối hận ta không sao ta đã dám làm như thế thì đã nắm chắc 10 phần rồi, hãy đi xem bách lý giật thanh trước đi. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nở nụ cười suy yếu. Thật ra nàng vốn không muốn ra tay, nhưng bách lý giật thanh lại bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, may mắn, cục cưng thật kiên cường, giống như phụ thân của hắn vậy. Bạch Vũ Mộng đi qua, nhìn thấy mộ túy tình không dám tin quỳ trên mặt đất, mộ túy tình vừa thấy bạch vũ mộng thì giống như thấy được vị cứu tinh vũ nhi ngươi mau cứu hắn đi hắn vì ta mới bị thương mộ túy tình bỗng nhiên khóc quà lên rõ ràng đã thầm nhủ không được khóc vì nam nhân này nhưng nàng lại vẫn nhịn không được ngươi không phát hiện vũ nhi cũng bị tổn thương nguyên khí sao ngươi còn không biết xấu hổ yêu cầu nàng tiêu hao tinh lực xem bệnh cho tên này nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm dưỡng minh hy lạnh lùng nhìn mộ túy tình lần đầu tiên hắn thấy nữ tử này ngu ngốc như vậy không biết vì sao khi nhìn thấy nam nhân này vì cứu mộ túy tình mà không do dự để mình bị trọng thương rơi vào nguy hiểm mà mộ túy tình lại liều lĩnh muốn vũ nhi cứu hắn trong lòng hắn lại thấy tức giận rất tức giận mộ túy tình sửng sốt một chút rồi mới nhìn thấy sắc mặt bạch vũ mộng trắng bệch trong nháy mắt mặt nàng cũng trắng hẳn đi nàng không thể để vũ nhi mạo hiểm nhưng bách lý giật thanh vì cứu nàng mới lúc này ngự y đã đến vài lão ngự y đức cao vọng trọng nhìn thoáng qua bách lý giật thanh rồi cùng chẩn mạch tất cả đều lắc đầu thở dài mọi người nhìn thấy biểu cảm này thì chỉ biết lành ít dữ nhiều trong đó có kẻ vui sướng khi người gặp họa nhân cũng có người cười khinh thường vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần đúng là hoàng đế ngu ngốc vô năng hàng ngươi xem cho hắn thử coi đây là tuyết liên hoàng cho hắn uống trước đi bạch vũ mộng thở hổn hển mở miệng hiện tại cả người nàng đều dựa vào người Dũng Minh Hy, nàng thật sự rất mệt mỏi. Vốn dĩ mang thai không thể sử dụng nhiều nội lực như vậy, hiện tại nàng lại mạnh mẽ phát động phượng múa cửu thiên, loại võ công này vốn rất hao tổn nội lực, nên bây giờ nàng chịu không nổi nữa. Mọi người luôn luôn quan sát bọn họ vừa nghe đến Tuyết Liên Hoàng thì đều có sắc mặt khác nhau, đa số đều tỏ vẻ tham lam, Tuyết Liên Hoàng chính là bảo dược chí tôn, nếu có thể lấy được một viên thì sau này sẽ không phải buồn phiền gì cả không ngờ chiến vương phi lại ra tay hào phóng như vậy, thuận tay đưa ra một viên tuyết liên hoàng, xem ra hoàng thượng sẽ không chết. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng không một ai biết, tuyết liên hoàng vốn là do Bạch Vũ Mộng điều chế, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mặt hàng trần đi lên nhìn thoáng qua Bách Lý Dật Thanh, nhíu chặt mày lại, đầu tiên cầm máu cho hắn trước rồi lập tức nghiền nát một viên tuyết liên hoàng đắp trên miệng vết thương, một viên khác thì cho hắn ăn. Vũ Nhi, hắn mất máu quá nhiều, hơn nữa vốn dĩ đã bị thương, hiện tại đúng là họa vô đơn chí, không biết có thể qua khỏi đêm nay hay không. Mạc Hàng Trần nói xong vẻ mặt cũng có chút trầm trọng. Bạch Vũ Mộng sửng sốt, mộ túy tình sửng sờ cả người, hắn nói cái gì, hắn sẽ chết, không phải là đã có tuyết liên hoàng rồi sao, sao lại chết được, nếu như hắn chết thì nhất định nàng sẽ ấy nấy cả đời. Bạch Vũ Mộng nắm được điểm mấu chốt, vốn đã bị thương. Y thuật của Mạc Hàng Trần không kém hơn nàng bao nhiêu, cho nên Bạch Vũ Mộng cũng không có tự mình đi kiểm tra, mà chỉ cau mày, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, Bách Lý Dật Thanh ăn tuyết liên hoàng xong thì tỉnh lại, Bạch Vũ Mộng thấy hiện tại hắn rất suy yếu, cho nên lát sau sẽ lại lâm vào hôn mê, phải xem coi hắn có thể qua khỏi đêm nay hay không đã. Bách Lý Dật Thanh, ngươi không sao chứ, ngươi tuyệt đối không được chết. Giọng nói của Mộ túy Tình đầy sự sợ hãi, sớm đã khóc không thành tiếng. Ta à, Ta không sao, tình nhi, nàng có bị thương không? Bách Lý Giật Thanh cố hết sức mở miệng, câu nói đầu tiên lại là khẩn trương hỏi nàng có bị thương không? Mộ túy tình dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên không biết nói gì cả, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hắn chính là tên nam nhân phụ bạc, nhưng vì sao lại xả thân cứu giúp nàng, vì hối hận sao? Bạch Vũ mộng thở dài, không biết nên nói gì nữa, đôi môi tái nhật miếm lại, nhìn thấy Bách Lý Giật Thanh nhìn về phía nàng chiến vương phi, ta. Hy vọng ngươi có thể. Tuân thủ lời hứa. Đã như vậy rồi mà còn không muốn nói sao. Mắt bạch vũ mộng đầy phức tạp nhìn bách lý giật thanh, ngay cả nàng cũng không thể không cảm động trước sự chấp nhất của hắn. Ta nói rồi, đó là bí mật, nó sẽ theo ta vào hoàng lăng, ta không hy vọng có bất cứ ai biết. Bách lý giật thanh vất vả nói liền một hơi, nói xong thì bắt đầu há to mồm thở tất cả mọi người nghe thấy đều khó hiểu hai người kia có bí mật gì vì sao bọn họ nghe không hiểu gì hết vậy chỉ có dũng minh hy là liếc nhìn mộ túy tình một cái nhưng cũng không có mở miệng ngươi kiên trì một lát nữa qua khỏi đêm nay sẽ không có chuyện gì ta hy vọng tương lai có một ngày ngươi có thể chính miệng nói bí mật này ra còn nếu không sau khi ngươi đi ta liền nói cho nàng biết không thể bách lý giật thanh dãy dụa muốn ngăn cản bạch vũ mộng nói ra hắn không muốn để cho nàng biết không bao giờ muốn nhìn thấy bách lý giật thanh lại ói ra một nguồn máu bạch vũ mộng khẽ thở dài vậy ngươi phải kiên trì cho ta không được chết nếu không ta nói được thì làm được mặt bạch vũ mộng không chút biểu tình giọng điệu cũng lạnh như muốn đóng băng người khác bách lý giật thanh không còn sức để mở miệng nữa thất bại nhìn bạch vũ mộng hơi nhắm hai mắt lại điều chỉnh hơi thở của bản thân bạch vũ mộng nhẹ nhàng thở vào chỉ cần có ý chí sống là tốt rồi như vậy nhất định có thể sống nàng chỉ sợ hắn nghĩ không bằng hắn chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc cũng không cần phải chịu khổ tương tư quả nhiên là như vậy từ lúc hắn nói những lời đó với mộ túy tình thì bạch vũ mộng đã biết ánh mắt quyết tuyệt lưu luyến không muốn buông bỏ nhưng lại rất quyết đoán bạch vũ mộng lại lấy vài viên thuốc cốt trong người ra để mặc hàng trần cho hắn uống hết làm xong mọi chuyện bạch vũ mộng mới gọi người đưa bách lý giật thanh về tẩm điện tình nhi, chúng ta nói chuyện đi. Bạch Vũ Mộng giữ chặt mộ túy tình đang muốn đi cùng thị vệ, nghiêm túc nhìn nàng. Hai người tới một mái đình yên tĩnh, vì Bách Lý Dật Thanh bị thương nên tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ của hắn, vì vậy hiện tại không cần sợ có người nghe lén. Nói nghe thử xem, có phải trong lòng ngươi dao động không? Bạch Vũ Mộng nhíu mày, có chút suy yếu ngồi trên ghế tựa. Mộ túy tình mím môi, một lát sau mới mở miệng, Vũ Nhi, ngươi nói xem vì sao hắn lại không để ý tới tính mạng mà đi cứu ta lúc trước rõ ràng hắn tình nhi có từng nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi một người có thể có rất nhiều mặt có lẽ lần này hắn vì ngươi là cam tâm tình nguyện cho nên ngươi không cần để ở trong lòng nhưng ta không thể ngó lơ được vũ nhi ta biết các ngươi nhất định có gì đó gạt ta ngươi nói cho ta biết được không ta thật sự không muốn đi điều tra nữa như vậy thật sự rất mệt mỏi ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó ta đồng ý với hắn là sẽ không nói vừa rồi hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy chính là vì không muốn để cho ngươi biết chuyện này ngươi vẫn không biết sẽ tốt hơn chuyện này coi như không xảy ra nhưng ta làm không được biết rõ các ngươi có chuyện gạt ta mà ta lại không sao biết được nó là gì ngươi có biết cảm giác này rất bất lực không nó tra tấn ta đến mức sắp sụp đổ rồi nếu có thể ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết nhưng bí mật này lại không phải là bí mật hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu hắn tỉnh lại ngươi sẽ làm gì? Mộ túy tình bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào, nếu là lúc trước thì nàng còn có thể thề chắc chắn sẽ báo thù, nhưng hiện tại thì sao? Nàng thiếu hắn một mạng. Một lúc lâu sau, mộ túy tình mới mở miệng, giọng nói khàn khàn giữa màn đêm yên tĩnh lại khiến người nghe nổi da gà một cách khó hiểu, đối với hắn, có lẽ chỉ là không hạ thủ được thôi, nhưng những tổn thương hắn đã gây ra thì thế nào? giọng mộ túy tình khiến bạch vũ mộng đau lòng cầm tay nàng bạch vũ mộng nhàn nhạt mở miệng nói tình nhi không muốn báo thù thì bỏ qua đi những tổn thương lúc trước bây giờ hắn đã dùng mạng của mình để đền rồi như vậy đã đủ về phần những người khác đã làm tổn thương ngươi thì nhất định sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết như vậy thật sự tốt sao giọng mộ túy tình rất nhẹ mờ mịt giống như chưa từng vang lên vậy tình nhi làm theo trái tim mình đi ta biết ngươi cũng không muốn làm tổn thương hắn không phải sao bạch vũ mộng sắc bén nhìn chằm chằm mộ túy tình đến khi nàng chột dạ cúi đầu đúng vậy dù sao ta đã từng yêu hắn như vậy tuy rằng không muốn báo thù nhưng tình yêu của ta đối với hắn đã sớm biến mất ngay lúc hắn phản bội ta bây giờ chỉ còn lại nhớ nhung nhưng đó là dành cho tình cảm ngày xưa bạch vũ mộng không nói gì để phản bác nàng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng một đôi nam nữ vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng lại bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà biến thành kẻ thù, nhưng chung quy rồi vẫn lại mềm lòng. Bách Lý Dật Thanh, chuyện ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nếu lần này ngươi có thể tỉnh lại thì ta hy vọng ngươi có thể nhận ra những điều này, không nên hóa rồ vì nàng. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, không ai nói gì thêm, sau núi giả trong hoa viên cũng thấp thoáng hai bóng người, một trận gió thổi qua, liền biến mất không thấy đâu nữa bạch vũ mộng ngồi trong đình liếc mắt về góc khuất đó nhưng không thấy gì cả bạch vũ mộng cũng nhẹ nhàng thở dài sao mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp thế này lúc mộ túy tình trở lại tẩm điện của bách lý dật thanh thì bên trong đã kín đầy người đám tần phi đều khóc sức mướt không ngừng dùng khăn lau lệ ngay cả mẫn quý phi đang bị giam cầm cũng ở đây ngươi còn dám tới đây sao ngươi đúng là hồng nhan họa thủy mộ túy tình sao ngươi không chết đi quay về gieo tai họa cho hoàng thượng làm gì mẫn quý phi hận thù nhìn mộ túy tình mộ túy tình sửng sốt mặt cũng đầy vẻ tức giận nàng có thể không hận bách lý giật thanh nữa nhưng nữ nhân trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng sao ta lại không dám tới ngược lại không phải mẫn quý phi đang trong thời gian bị giam cầm sao sao lại đến đây mộ túy tình cười theo phong cách tây đầy mê hoặc ngươi đều do ngươi làm hại hoàng thượng nguy hiểm đến tính mạng yêu nữ nhà ngươi người đâu mau mang nàng ta xuống hỏa thiêu. Mẫn quý phi tức giận quát với bên ngoài. Mộ túy tình nhìn thoáng qua người chung quanh, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, đám cung phụ này mặt cũng đầy hận ý nhìn nàng, rốt cục là sao, sao lại coi nàng là yêu nữ. Hình như mẫn quý phi không có cái quyền này. Hơn nữa hoàng thượng còn chưa chết mà mẫn quý phi đã muốn vượt quyền. Dưỡng Minh Hy đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Mộ túy tình không dám tin nhìn hắn một cái, cho tới bây giờ hắn đều đối nghịch với nàng, vậy mà lần này lại giúp nàng, nhưng nàng sẽ không cảm kích, nàng còn nhớ rõ vừa rồi hắn bỗng nhiên hét lên, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận như vậy, trước kia cho dù nàng gây gỗ với hắn thì hắn cũng sẽ không giận đến thế, tuy rằng vừa rồi hắn cũng có sai, nhưng hắn hung dữ như vậy làm cái gì? Ngươi là ai, dám nói chuyện với bản cung như vậy? Sở Ngọc Mẫn khó chịu mở miệng, còn ý cười ở khóe miệng Dũng Minh Hy thì càng đậm hơn, đây không phải là thừa nhận nàng muốn vượt quyền sao? sở ngọc mẫn thấy mọi người đều nhìn nàng một cách kỳ lạ thì rốt cuộc mới hiểu được vừa rồi mình đã nói sai lập tức sửa lại tư thế đoan chính vừa rồi bản cung nhất thời nóng vội nên mới lỡ lời a à, dưỡng minh hy kéo dài âm điệu giống như tỏ vẻ đã hiểu trong mắt chợt lóe lên chút sát ý hít mắt lại nhưng không mở miệng nói nữa tất cả mọi người đi ra ngoài nhiều người ở trong này như vậy các ngươi muốn khiến hoàng thượng ngạc chết sao bạch vũ mộng lạnh giọng mở miệng mọi người nhìn nhau tất cả đều không biết phải làm sao sau đó lại tự giác lui ra ngoài nhưng vẫn có những người không biết tốt xấu ta không ra ta muốn ở lại chăm sóc hoàng thượng sở ngọc mẫn tỏ vẻ lo lắng nhìn bách lý dật thanh lấy khăn ra lau nước mắt bước đến ngồi xuống bên giường đức phi chưa đứng dậy nhìn thấy như vậy cũng không đi liền ngồi im ở đó yên lặng nỉ non muốn nói gì đó nhưng lại không nói khiến cho người ta đau lòng trong đám người đau lòng đó chắc chắn là không có người của bạch vũ mộng bọn họ hiểu rõ kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân trong thâm cung hơn bất cứ ai nên tất nhiên sẽ không bị lừa tất cả đều trở về đi nếu không hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách bạch vũ mộng nhíu chặt mi không kiên nhẫn mở miệng chúng ta chỉ ngồi ở đây cùng hoàng thượng cũng không được sao hay là nói chỉ có nàng ta mới có thể ở cùng sở ngọc mẫn chỉ ngón tay về phía mộ túy tình vẻ mặt không vui ta kêu các ngươi đi ra ngoài thì đi ra ngoài nếu như các ngươi không ra vậy cũng đừng trách ta từ chối trị liệu cho hắn đến lúc đó nếu hắn chết thì đám người các ngươi sẽ chính là tội nhân thiên cổ bạch vũ mộng nói chuyện không chút lưu tình sở ngọc mẫn còn đang muốn nói gì đó lúc này có một người khôi ngô đi vào từ bên ngoài là một nam tử rất lanh lợi bạch vũ mộng đã gặp qua hắn chính là sở tướng ngày ấy cũng đứng ở cửa cung phụ thân của sở ngọc mẫn phụ thân Sở tướng vừa đi vào, sở ngọc mẫn liền uất ức khóc, ánh mắt lên án nhìn đám người bạch vũ mộng. Chiến vương phi, mẫn quý phi cũng chỉ thật tâm, vì sao ngươi lại không cho nàng ở lại? Sở tướng mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bạch vũ mộng. Sở tướng nói vậy là không đúng rồi, ta luôn đối xử bình đẳng, ngươi xem tất cả mọi người đều đi ra ngoài, nếu để nàng ta ở lại sẽ không tốt, hơn nữa, không phải các đại thần cũng vừa đi ra ngoài rồi sao, sở tướng và mẫn quý phi không hổ là cha con ngay cả lòng quan tâm hoàng thượng cũng đều do thiên địa chứng giám sở tướng âm ngoan nhìn bạch vũ mộng rồi lập tức cười bên cạnh hoàng thượng nên để lại một người để chăm sóc mẫn nhi tỉ mỉ cẩn thận để nàng ở lại cũng không có gì là không ổn sở tướng muốn chất vấn quyết định của ta nếu là hoàng thượng tỉnh lại thì không sao nhưng nếu có gì ngoài ý muốn vậy các ngươi có chết muôn vạn lần cũng khó chối tội sở tướng nên suy nghĩ cho rõ ràng đi bạch vũ mộng cười đầy thâm ý sở tướng cắn chặt răng bạch vũ mộng này khó đối phó hơn mình tưởng tượng hiện tại chỉ có thể chờ đợi trước nghĩ vậy liền dẫn sở ngọc mẫn rời đi đức phi thấy vậy cũng muốn rời khỏi nhưng bạch vũ mộng lại gọi nàng lại đức phi nương nương hoàng thượng nhờ ngài chăm sóc đức phi kinh ngạc vì thái độ của bạch vũ mộng khác lúc nãy tuy rằng trong lòng vui mừng vì nàng để cho mình ở lại nhưng vẫn có chút bất an vốn định từ chối nhưng nghĩ đến sau khi hoàng thượng tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy chính là mình thì lại không nghĩ gì nữa mà vui vẻ ngồi xuống bạch vũ mộng lắc đầu đáng tiếc nhìn đức phi một cái vốn nghĩ nàng cũng là người có đầu óc nhưng không ngờ lại ngu xuẩn như vậy thật sự là không thú vị vũ nhi hắn sẽ không sao chứ mộ túy tình dè dặt cẩn trọng mở miệng sự lo lắng trong mắt rất rõ ràng nhưng lại không có chút tình ý nào có lẽ nàng chỉ quan tâm hắn như bạn bè chỉ cần hắn không muốn để cho ngươi biết bí mật đó thì hắn nhất định sẽ không chết, đây là ý chí sống sót duy nhất của hắn. Bạch Vũ Mộng nói xong liền trở về, hôm nay nàng quá mệt. Mộ túy tình vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng nàng vẫn không hỏi nữa, nàng biết dù có hỏi thì Vũ Nhi cũng sẽ không nói, vậy không bằng để nàng tự đi tìm. Ôi, sao ngươi lại không ở lại đó để chăm sóc hắn, cẩn thận hắn bị nữ nhân khác chiếm đoạt mất. Dưỡng Minh Hy nhàn nhã thông thả bước qua, thờ ơ mở miệng. Ai cần ngươi lo? Mộ túy tình tức giận hét lên một câu, lập tức nghĩ đến cái gì đó, nhưng vừa rồi vẫn cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy nhàm chán, hơn nữa cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân kia, không phải vì ngươi. Dũng Minh Hy Đông đưa cây quạt, tùy ý nói. Mộ túy tình tức đến mức phòng má, trừng mắt nhìn Dũng Minh Hy, rồi bỏ đi, phía sau Dũng Minh Hy lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, nàng làm cho hắn nhớ tới điềm điềm lúc điềm điềm tức giận cũng sẽ làm động tác đáng yêu như vậy nhưng mà nàng là mộ túy tình không phải là điềm điềm dưỡng minh hy nghĩ vậy thì thở dài mắt nhìn trăng tròn trên bầu trời điềm điềm rốt cục muội đang ở đâu muội mau ra đây đi được không ca ca thật sự rất nhớ muội ôi ngươi than thở cái gì giống như một ông cụ vậy nàng đã đi xa bỗng nhiên xoay người quay lại nhìn thấy dưỡng minh hy như vậy thì không hiểu sao có chút thương cảm sao ngươi lại quay lại, không phải đã đi rồi sao? Dưỡng Minh Hy kinh ngạc nhìn mộ túy tình đứng trước mặt, thu hồi lại bộ dáng bất cần đời, thật ra hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường muốn tìm sự ấm áp thôi. Nếu ta không quay lại thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, chật chật, thật là không ngờ ngươi cũng có một mặt như vậy. Mộ túy tình gật đầu. Nhàm chán. Dưỡng Minh Hy nhìn nàng một cái, xoay người bước đi, bóng lưng sa sút như chạy trối chết này đợi một chút ngươi chạy làm cái gì có phải bị ta nhìn thấy bí mật nên thẹn thùng không đừng chạy nữa ta sẽ không nói ra đâu mộ túy tình cười đuổi theo thẳng đến khi hai người đều chạy không nổi nữa mới ngừng lại dưỡng minh hy thở phì phò nhìn mộ túy tình đuối sức ngồi trên tảng đá không biết nói gì mở miệng đuổi theo ta làm gì chơi thật vui nha lâu rồi ta không có chơi đùa như vậy mộ túy tình cảm thán mở miệng chơi vui sao Dũng Minh Hy đen mặt, chỉ vì chơi vui mà ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, thật sự không biết đầu óc ngươi làm từ cái gì. Dưỡng Minh Hy nghiến răng nghiến lợi mở miệng. A nha, đừng nóng giận, không phải là mấy ngày nay ta đè nén lâu lắm sao, nên bỗng nhiên không dừng lại được, ai bảo ngươi ngây ngốc bị ta đuổi. Không ngờ nó lại là lỗi của ta. Là ta tự làm tự chịu sao? Dưỡng Minh Hy kinh ngạc nhìn nàng nói hưu nói vượng. Vậy mà ngươi không phát hiện ra mộ túy tình chớp mắt nhìn thấy sắc mặt dũng minh hy càng lúc càng đen thì hắn giọng đúng rồi hôm nay ánh trăng thật đẹp muốn đi ngắm trăng không nói xong nàng liền nằm xuống bãi cỏ bên cạnh dũng minh hy há miệng nhìn nữ nhân tùy tiện này một lúc sau cũng không cố kỵ mà nằm xuống bên cạnh nàng không biết bao lâu rồi ta không yên tĩnh nằm ngắm trăng như vậy có lẽ vì hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc nên hiện tại tâm trạng rất yên bình không ngờ nữ nhân thô lỗ như ngươi mà cũng có thú vui này dưỡng minh hy chợt nhíu mày nhìn trăng tròn trên trời tùy ý nói hết phần mười mời các bạn đón nghe phần mười một